tức là cái việc mà dễ nhất ấy, là mình cho đi và mình không cần gì nhận lại thì mình đã làm tốt chưa ừ. trước khi là mình gọi là mình muốn là gọi là kiểu là cho đi nhận lại sao phải có lời có liếc gì nữa cái căn bản nhất của networking ấy, là mà dễ nhất ấy, là mình muốn người kia thành công mình muốn người kia hạnh phúc cái câu chuyện mà thành công ấy, thì nó phải là cái sự uh, hạnh phúc ở bên trong Chào mừng các bạn đã đến với podcast Người trong môn nghề. Mình là Việt Anh, mình là CEO và founder của Spyroom. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một topic mà mình nghĩ rất nhiều bạn trẻ quan tâm, đó là topic về networking. Với tinh thần của người trong môn nghề thì hôm nay mình có mời đến đây một chuyên gia, đó là anh Donald Nguyễn. Mặc dù anh Donald Nguyễn em nghĩ là anh đã lên kênh podcast Người trong môn nghề rồi nhưng mà chắc là rất nhiều bạn vẫn có thể xem podcast này bạn ấy chưa biết được anh là ai thì ừ. có thể anh 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 cho bọn em một cái giới thiệu ngắn gọn được không ạ? đầu tiên đó là cảm ơn việt Anh và Room thì uh, mình cũng muốn là giới thiệu một chút để cho nó liên quan đến cái chủ đề networking đúng không tại vì trước đây có thể là ít nhiều các bạn thì biết mình qua câu chuyện về marketing nhưng mà câu chuyện về networking thì mình nghĩ nó cũng uh, gần đây thì nó cũng là một cái chủ đề mà mình khá là dành nhiều tâm huyết uh, tại vì uh, cũng có một số bạn thì biết mình rồi thì mình biết là mình là xuất thân trong một gia đình làm về giáo dục xong rồi sau đấy bản thân mình thì học bất khoa và sau đấy mình lại làm trong ngành marketing và xong lại chuyển sang làm câu chuyện là giảng dạy và nghiên cứu về marketing tinh cái điểm chung của tất cả những cái câu chuyện đấy thì mình nó vô tình là nó kinh ngay cả như bách khoa thì mình học cái ngành nó gọi là quản lý công nghiệp tức là ngành mà không phải là một cái chuyên môn sâu mà là mình đi mình kết nối và mình làm việc với cả những cái bạn khác nhau trong bách khoa hồi xưa thì mình nghĩ cái trải nghiệm của mình về cái câu chuyện là quan hệ đi gọi là mối quan hệ đi thì cũng giống như rất là nhiều những cái bạn mà có bố mẹ làm nhà giáo như với anh chẳng hạn thì mình thấy là mình thật sự là mình thấy là cái điểm gọi là tốt đẹp đó mình sẽ thấy có những cái người học trò 10 năm 20 năm rồi họ vẫn quay lại họ vẫn rất là trân trọng với người thầy của mình đấy thì cái đấy là cái ấn tượng đầu tiên của mình về câu chuyện về nấu kinh và sau này khi mình làm trong rất là nhiều mạng và đặc biệt về marketing thì nó cũng là một cái câu chuyện là một cái nghề mà họ dành rất là nhiều tiền để họ kiến tạo và họ giữ gìn cái mối quan hệ đúng không? nhưng mà ở một quy mô nó lớn hơn thì nó cũng cho mình rất là nhiều những cái 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 suy nghĩ về cái câu chuyện networking mà nó ở mức độ bài bản và chuyên nghiệp hơn thì khoảng gần đây thì mình cũng có những cái đúc kết và cũng có chia sẻ trên cái facebook cá nhân của mình về cái gọi là cái chuỗi về gọi là networking skill tức là như là một kỹ năng mà mình nghĩ là bất kỳ những cái bạn nào mà đầu tiên là mình muốn là phát triển bản thân và thứ hai là muốn trở nên cạnh tranh hơn trong cái thị trường lao động hiện nay mình đều là cần cần biết cái chuyện đấy và cần trao dồi chuyện đấy thì mình cái đấy cũng là lý do mà tại sao việt anh mời mình đến cái buổi hôm nay với cái chủ đề này đúng không vâng thật ra thì uh, nói về networking thì em nghĩ là um, nó là một chủ đề mà ngay lập tức khi mà em 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 thấy nó rất là quan trọng ừ. tức là ngày xưa thì ra em không nghĩ nó quan trọng lắm tại vì tính của em em cũng không phải là một người quá là quảng giao hay là quá là chủ động trong việc đi tìm các cái mối quan hệ Uh, tí nữa có thể em sẽ nói sâu hơn về ừ. vấn đề này nhưng mà khi mà em nhắc em em nghĩ đến cái keyword networking ngay lập tức em nhớ đến anh ngay mà thực ra cái cái mối quan hệ giữa anh em mình anh em mình quen nhau cũng uh, cũng phải vài năm em em nhớ phải đến năm sáu bảy năm sáu bảy năm sáu bảy năm thì nó cũng rất là tình cờ và bản chất nó cũng là một dạng networking mà cái networking đấy nó tạo ra rất là nhiều cái giá trị cho cả Spyroom mà em nghĩ là cho cả cả we create hoặc là cho cho anh ừ. thì thì em nghĩ đấy là một cái một cái chủ đề mà thực sự em cũng muốn là có thể đào sâu uh, nhiều hơn đặc biệt là như anh nói là anh cũng có chia sẻ khá là nhiều về cái hành trình cộng với là cái cái sự phát triển của ừ. của mình cũng có một cái lý do nữa là câu chuyện đấy anh cũng nói là em nghĩ là khi mà mình nhìn vào câu chuyện networking thì cái background của từng người nó cũng tức là cái 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 nền móng được xây dựng có thể là từ giáo dục này hay là từ gia đình này ừ. nó cũng có phần nào ảnh hưởng đến cái câu Đúng chuyện mà. đến cách thức cái tính cách hoặc là cái 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 cách thức mình tạo ra tạo lập ra các mối quan hệ thì em cũng khá là tò mò và em muốn tìm hiểu cái chuyện đó em nghĩ là các bạn trẻ mà xem podcast này cũng rất là quan tâm đến điều đấy ừ. Với có một điều quan trọng nữa em nghĩ là do anh em mình cùng là fan MU ừ. nên là cũng là cũng là một cái Nằm hang đến mặt, <laughs> cũng... thực ra em em nghĩ đấy cũng là một lý do rất là đúng hay mà. để mang đi networking ấy, đúng rồi, em networking đúng rồi. rất nhiều với các cái anh gọi là doanh, chủ doanh nghiệp hay gì đấy vì các anh là fan MU ừ. đấy thế thì để mình bắt đầu câu chuyện đi uh, em nghĩ là bắt đầu một cách uh, vui vẻ một tí đi ừ. thì uh, em thực sự muốn nghe một cái câu chuyện mà thông qua câu chuyện đấy nó giúp anh hiểu được cái tầm quan trọng của networking ừ như về an bảo thì có thể là mỗi một người khi mà họ nhìn về câu chuyện networking ở góc độ nó sơ khai nhất thì nó là cái góc độ về bản tính không có ừ. người là mình thích giao du có người mà không thích giao du thì bản thân là nhưng mà nó sẽ có một cái sự kiện mà nó có một cái gọi là một cái ảnh hưởng rất là lớn Để giúp cho mình phải suy nghĩ lại về chuyện đấy Thì đối với anh thì nó có là một câu chuyện Tức là anh nhớ là hồi xưa thì anh cũng uh, khá là tình cờ là được uh, một số người bạn Hồi xưa học cấp 3, hồi xưa anh học chuyên Lê Hồng Phong Thì có một số bạn học phổ thông văn khiếu thì cũng giới thiệu cho mình một số cuốn sách khá là hay Thế là từ đấy thì mình uh, xây dựng được các thói quen đọc sách xong rồi sau đấy vô tình đấy là mình đọc được cái bộ là, là cha giàu cha nghèo là một cái bạn trẻ mà đọc được cái bộ đấy nói chung là lúc đấy cũng cảm giác rất là uyên bác đúng không? <laughs> thì có một lần là đi vào một cái tiệm sách thì mình thấy một cái chú chú đứng trước cái bộ mà cha giàu cha nghèo chú ngồi chú khá là là trầm tư thế xong mình lúc đấy mình cũng rành mà nói chung là trẻ thì rành mà thì mình hỏi là à thế là chú đang muốn mua quyền này phải không ạ? À? là cháu đọc quyền này rồi thì 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 tức là chú muốn mua quyền này để làm gì thì có thể là cháu tóm tắt cho chú uh, và xem xem là chú có nên mua hay không đấy thì thì cái chú uh, chú đấy là chú nam là một cái người bác sĩ thì chú cũng ngồi chú kể cho mình là bà, à, chú đang có cái câu chuyện như thế này chú không biết là nó có phù hợp hay không thì lúc đấy mình bảo là à nếu mà cái góc độ như vậy thì cháu nghĩ là chú chú nên mua quyền này cơ chứ không phải mua quyển đấy quyển đấy thì nó nó không hợp lắm thì nó cũng cái cuộc nói chuyện đó, nó diễn ra khoảng 5 phút thôi xong rồi chú ấy mua xong rồi chú đấy đi đi về đúng lúc ấy mà là sinh viên đại học thế xong rồi vẫn giữ gọi là liên lạc thế xong rồi là số điện thoại cái xong rồi sau đấy bẵng đi một thời gian tức là 2014 là em trai của mình thì đi sang Mỹ học và lúc đấy thì nói chung là tại em trai thì cũng học lê hồng phong học dân chuyên nên là đầu óc nó cũng hơi chập trang một tí rồi ừ, anh nói thế cẩn thận lại không không tại là chứng toán mà theo ý là chập trang theo kiểu là không có nhiều cái kiến thức xã hội lắm thì đó là nhà cũng khá là lo thì cũng muốn là theo kiểu là uh, sang theo kiểu là dẫn đi nhập trường này nọ gì đấy nhưng mà cũng không có người quen nào ở bên ở bên bên mỹ cả thế xong rồi mới hỏi sau một lần thì mới nói chuyện với chú nam chú nam bảo là chú nam có một người bạn rất là thân ở bên mỹ thì 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 và cũng liên quan đến M. U một tí tức là chú kia tên là quý đỗ thì tức là khi mà tên không giấu thì thì chú bảo là rất là giống quỷ đỏ thì lại có phải cười... fan u không anh không không phải ừ, okay. nhưng mà cũng khá là liên quan thì chú chú nghĩ chuyện đấy thế xong rồi chú giới thiệu nó bảo là ở à, có một thằng cháu như này thế khi mà mình xem bên đấy thì chú quý uh, rất là nhiệt tình kiểu là lấy xe tới chú từ tiệm bán khác lấy xe rồi chạy rồi đưa đón và chú là một cái người sống mấy bốn năm thì chú chia sẻ rất là nhiều những cái cái cái, cái kinh nghiệm đấy thì thì thật ra nó khá là tình cờ đúng không tức là ở một cái khoảnh khắc là mình có một chút hữu ích tức là mình đọc một quyển sách rồi mình đứng trước một cái người đang cân nhắc mình giúp cho người đấy thì lúc mình giúp cho người đấy thì mình đâu có biết là chú nam đấy là ai và chú nam chú quen cái gì đâu và lúc đấy bản thân em mình cũng chưa có một cái ý định gì về du học cả nhưng mà sau này cái chính cái sự tình cờ đấy tức Là giúp cho mình những cái chuyện mà thật sự là uh, mình hỏi lại những cái người bạn bè của mình hoặc bạn bè của em mình ấy, thì cái trải nghiệm mà gọi là hòa nhập với nước mỹ như là em mình nhận được ấy, là không có nhiều người nhận được đấy thì thì nó cũng là một điểm mà à tức là hình như là cũng không nhất thiết là phải là cái người trực tiếp đấy nhưng mà có những cái họ sẽ luôn luôn ai đấy sẽ quen một cái người rất là thú vị thì tha nếu mà các bạn nào quan tâm ấy thì nó có hẳn một cái lý thuyết về cái chuyện đấy nó gọi là six degree of separation tức là sáu lần phân cách six degrees of separation tức là ý ý của cái chuyện đấy bảo là mình đấy là mình cắt bất kỳ người nào trên thế giới sáu người quen à, à, em biết cái lý thuyết đấy đúng không sáu người quen à. đấy thì 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 mình khá là tin mình khá ừ. là tin đặc biệt là là nhất là sau cái trải nghiệm mình có một cái niềm tin là nếu như mình uh, có một cái giá trị đúng và một cái network đủ rộng ấy thì gần như là mình sẽ tiếp cận được bất kỳ ai trên thế giới đấy thì đấy ừ. là cái niềm tin của mình ừ. có 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 một cái mối quan hệ nào đấy mà anh cảm thấy là rất xa mà mình nhờ network của mình có thể tiếp cận được kiểu mối quan hệ mà anh nghĩ rằng xa nhất có một mối quan hệ nào đấy không như thế trong đầu ví dụ như là xưa Alex Ferguson chẳng hạn tức là kiểu trên nhưng mà trên thực tế nhá đại khái là một người nào đấy mà anh nghĩ là không bao giờ có thể tiếp cận được hoặc là họ rất xa nhưng mà cuối cùng thì nhờ cái network của mình anh lại quen được người ta ừ, Dũng nghĩ là bây giờ cái câu chuyện mà đặc biệt là trong thời buổi về digital bây giờ thì cái chuyện đấy nó nó khá là dễ dàng đúng không? và thật ra tại vì hồi xưa ấy à thời như của anh em mình mà không à. mới gọi là tập tành đi làm khởi nghiệp là nếu kinh thì nó hơi khó một chút. Tại vì hồi đấy gần như là mình chỉ có ba phương thức để mình trao đổi là email, điện thoại và gặp trực tiếp ừ. đúng không? Thì email thì nó lạnh quá, còn hai phương thức kia thì nó nóng quá, theo kiểu là nhiều khi là mình là ai để người ta phải tiếp cận với mình. Nhưng bây giờ cái thời buổi bây giờ thì có rất là nhiều những cái uh, phương thức mình tạm gọi là networking uh, mà gọi là nhẹ nhẹ thôi, ví dụ LinkedIn, ừ. đúng không? Ví dụ như là gửi voice message hay là gửi một cái uh, hay thậm chí là video call này, hạn. thì nó cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều so với cái câu chuyện là phải gặp trực tiếp. Đấy. Dũng nghĩ là câu chuyện bây giờ bản thân nếu mà mình thật sự là mình um, một đấy là cũng phải có một cái uh, giá trị và một cái lý do chính đáng, ừ. đúng không? Và thứ hai là mình có một cái người gọi là referral, tức là một cái người giới thiệu nó đủ đủ tốt à thì gần như là mình có thể mình mình kết nối với cả tất cả mọi người ngay cả trên LinkedIn ấy, họ cũng chính thức chính thức hóa cái tính năng đấy bằng cách là nếu mình thấy là ví như là việt an muốn kết nối với một người đấy mà anh dũng là cái người trung gian ấy thì mình có thể có request đúng không ừ. bảo là anh dũng có thể giới thiệu em với cả anh này được không vì sao đấy tức là nó là một cái tính năng luôn chứ nó không phải là một cái gọi là một cái thứ mà nó rất là manual là phải viết tay nữa anh nghĩ là cái câu chuyện mà mình gặp tất cả mọi người và thật ra cũng điểm một cái điểm tốt hơn đó là bây giờ người việt ấy số lượng người mà du học này hoặc thậm chí là làm ở những công ty đa quốc gia mà những vị trí rất là cao, đúng không? thì nhiều hơn rồi, vâng. nhiều hơn rồi. còn đúng như là hồi xưa, với như là bản thân Dũng và Việt Anh thì cũng có những cái trải nghiệm ở Phần Lan chẳng hạn, đúng không? thì hồi đấy nếu mà mình nói là mình muốn gặp ví như là tổng thống Phần Lan đi, thì gần như là mình cái người giới thiệu của mình phải là một người Phần Lan nào đấy. nhưng mà bây giờ mình nói là mình muốn gặp tổng thống Phần Lan này thì vẫn có những người giới thiệu của mình có thể là Việt Kiều hay là thậm chí là người Việt hoàn toàn. đấy ừ. thì khi mà thế giới nó kết nối chặt chẽ hơn thì cơ hội cho những cái người mà biết mở đúng cánh cổng thì nó cũng nhiều hơn so với cả hồi xưa vâng đúng không đúng rồi em nghĩ là có một cái khi mà nghe anh chia sẻ thì em em chợt nhận ra một cái là thật ra cái rất nhiều bạn trẻ đi ừ. không phải anh em mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đấy và em, em nghĩ là ai cũng sẽ có những người bạn mà quen tất cả mọi người tức là giống ừ. như kiểu là ở tôi quen à ông a à, ông bế tức là cứ nói đến ai thì sẽ bảo là, ôi tôi biết ông đấy tôi quen ông đấy nhưng mà trong rất nhiều trường hợp em nhận ra là thực ra cái cái người ta nói là quen đấy thực ra lại không phải là cái quen theo cái cái nhận định của mình bởi ừ. vì em có một cái cái sự phân biệt rất là rõ ràng giữa câu chuyện là quen xã giao và ừ. thực sự là có một cái network rộng và đủ sâu. Không biết là anh nghĩ thế nào về cái 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 điều này bởi vì em thấy là nếu mà mình bị hiểu sai ấy, thì rất có thể là mình cũng cứ xây dựng những cái network theo kiểu bạn bè Facebook hay là gì đó mà hoàn toàn không có một cái tương tác gì nhưng mà hoặc là khi cần thì mình lại bị vùn vã quá đối với những cái network kiểu như vậy. Thì theo anh thì có cách nào để phân biệt hay là có cách nào để mình làm sao cho cái network của mình trở nên chất lượng hơn được ừ. không? Thì thật ra là về uh, hầu hết những quyển sách mà gọi là họ có cái viết cái chuyên sâu về nó kinh cái việc như là đừng mơ đi ăn một mình này hay ừ. là có một quyển rất là hay của bên Happy Life tên là siêu cò. Thì siêu cò siêu cò thì vẫn có những người là vì cái đặc thù nghề nghiệp của họ thì họ vẫn là cái người siêu kết nối tức là cái từ tiếng anh đó là network hub ví ừ. như là nhà báo này hay là bác sĩ này hay bản thân như là nhà tụi mình là giáo viên thôi đúng không mình sẽ thấy là cái câu chuyện mà nếu mà những cái người ví như là dạng giáo viên tốt họ dạy bị mười hai chục năm đặc biệt là giáo viện đại học nữa thì gọi là cái cái lượng mà gọi là tích lũy kết ừ. nối tự nhiên họ rất là cao thì thì mình mình thứ nhất là mình phải 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 đồng ý là có những người là gọi là cái vị thế tự nhiên của họ nó giúp cho họ có được cái lợi cái, cái cái lợi thế đấy nhưng mà ở góc độ thứ hai á, thì sao nhở dũng rất là hiểu cái ý của Việt Anh á. tức là hồi xưa thì gần như là mình cũng đã từng có một cái cảm giác là chạy KPI là đúng hồi... rồi em thấy nó là một vấn vấn đề chung đấy tức là tức là hồi xưa Đồng mình mình chạy... còn nhớ mình còn nhớ tức là một trong những trải nghiệm đầu tiên của mình cái điện thoại thông minh đầu tiên của mình là Nokia Air sáu uh, hay là bao nhiêu đấy, cái điện thoại mà có bàn phím của ti ừ. thì lần đầu tiên nó có một cái tính năng ấy, là nó hiển thị tổng số danh bạ điện thoại của mình ừ. mà xưa mình xài mà điện thoại cùng gặp thì nó đâu có hiển, hiển thị đâu thì nó là 600, 700 trăm đấy thì hồi đấy một cách vô thức ấy, là mình rất là thích để mà tăng cái danh bạ mình lên Ừ. Vì mà ok mình có 1 nghìn số, mình có 1 nghìn 500 số rồi đấy Thì mình cảm thấy, và đặc biệt là trong cái thời buổi bây giờ Khi mà các bạn trẻ có rất là nhiều những cái cái, cái 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 tài khoản đúng không? Vậy. tài khoản LinkedIn này rồi có những cái bạn làm newsletter hay podcast ấy, thì thậm chí là ngồi đếm cái đấy là cũng gọi là nó là sướng không ăn cơm rồi đúng không? nó có những bạn khoe là em có uh, 8 000 lượt like trên podcast em có bao nhiêu follower em có bao nhiêu chuyện đấy thì Dũng nghĩ là cái câu chuyện mà khi mà có một cái số lượng tổng như vậy thì nó vẫn có một giá trị nhất định nhá. tại vì dù vậy. sao nó có độ phụ nhưng mà như là của 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 gọi là của Việt Anh nói ấy, là cái cái độ sâu và quan trọng nhất là mình làm được gì cho nhau đúng đó mình làm được gì cho nhau thì thật ra là à, hồi xưa mình sẽ thấy là có rất là nhiều đặc biệt là trên mạng xã hội đi nhất là những cái mạng xã hội mà thiên về giải trí như là Facebook như là YouTube như là TikTok đi thì thật ra là mình đấy là cái người đấy khi họ follow mình đấy thì đôi khi họ không không hẳn họ thích mình họ thích một cái nội dung nào đấy, đúng không? và serum thì chắc là hiểu rõ là có những bạn sẽ follow một loạt những cái nội dung như vậy. nhưng mà khi mà ví dụ bản thân là nền tảng họ không đẩy nội dung ấy nữa, họ không quan tâm nữa, hoặc đôi khi là họ, họ sẽ nhỉ? họ không cho phép nội dung mình hiển thị cho những người kia nữa, thì là sao mặt cắt lọc tức là họ gọi là mình không biết họ là ai và họ cũng quên mình luôn. Ừ. đấy. À, thì bản thân những nghĩ là cái câu chuyện mà cái chiều sâu ấy thì nó không có một cái công thức nào nhiều đâu nhưng mà dũng thích trong cái quyển siêu cò thì họ có nói là à, nó có một cái cái công thức mà do cái bác tác giả đưa ra cái cô tác giả đưa ra là năm năm mươi năm trăm tức là mình có năm người là gọi là tạm gọi là vào sinh ra tử sau mình có năm mươi người là thứ kiểu cái nó rất là sâu và năm ừ. trăm người là gọi là quick tie tức là gọi là những cái người mà mình 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 có thể là mình họ cũng biết mình vừa đủ thì cái đấy nó là một cái tham khảo về công thức thôi. Đấy thì Dũng nghĩ là một cái điểm mà nó hơi khác biệt một chút về networking giữa phương Đông và phương Tây ấy, là cái này thì chắc là vì anh chắc chắn là sẽ có những cái trải nghiệm riêng là phương Tây ấy, thì họ không muốn không muốn theo kiểu là quá thân thiết về mặt cá nhân. Đúng không? Em cũng là một người như thế. Và họ theo kiểu họ sẽ muốn là uh, người nào việc nấy, giờ nào việc nấy À, và họ rất là họ rất là đôi khi họ họ rất là phủ theo kiểu nếu mà ừ. họ thấy là cái chuyện này nó không có liên quan hay nó không xứng đáng còn ở bên Á Đông ấy thì đôi khi là mình phải tích lũy nó gọi là cái tài khoản tình cảm này. đủ đến một mức nào đấy <laughs> đúng không thì thì bắt đầu là mọi thứ nó mới diễn ra đấy thì thì đây là những cái công thức mà năm năm mươi năm trăm ấy thì theo cảm nhận của mình nhé ở trong xã hội Á Đông ấy thì nó hơi nhỏ hơi nhỏ, ừ. tại vì đấy là một cái sợi phương Tây, đúng không? Tức là à, nếu như thật sự bạn có giá trị và cái lời đề nghị bạn đủ tốt ấy, thì tôi sẵn sàng nhất là người Mỹ nữa, tôi sẵn sàng làm với bất kỳ ai miễn sao là theo kiểu bạn đúng pháp luật và bạn đúng cái thứ mà tôi đã yêu cầu. Nhưng mà ở phương Đông ấy, thì nó nó lại nó lại gọi là phải hài hòa hơn một chút đấy. Thì bản bản thân Dũng thì Dũng nghĩ là khi mà để mình tăng cái độ sâu của của Network ấy thì mình có ba cái kinh nghiệm nhỏ kinh nghiệm đầu tiên của mình đấy là đôi khi để mình tăng cái độ sâu network thì mình nên ít lại tức là cái ý của mình khi mình làm cái câu chuyện về gọi là gọi là tham vấn hay huấn luyện về networking ấy, là mình 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 nói với các bạn ấy là thật ra là vẫn có những người như là vì anh thấy là họ có kỹ năng mà làm quen và thân được với rất nhiều người nhưng mà đấy là những cái người là họ có thể là bằng cá nhân hay là bằng kỹ năng họ rất là thành thục còn mình đang yếu thì mình mình tập thôi mình tập mình tập gọi là mình tập ở một cái quy mô nhỏ thôi thì đầu tiên ấy, là dũng hay bảo là mình liệt kê ra khoảng như là khoảng từ 5 đến 10 người mà mình rất là yêu quý họ và thật sự là mình muốn họ hạnh phúc và họ thành công hơn và mình không cần nhận lại gì cả đúng không uhm. thì mình hỏi là cái mối quan hệ của mình ấy, đối với cái, những cái người mà mình cực kỳ cực kỳ yêu quý và muốn họ thành công như vậy ấy, thì nó có tốt chưa? Ừ. Đúng không? Nó có tốt chưa? Tức là cái việc mà dễ nhất ấy, là mình cho đi và mình không cần gì nhận lại thì mình đã làm tốt chưa? Ừ. Ừ. Trước khi là mình gọi là mình muốn là gọi là kiểu là cho đi nhận lại sao phải có lời, có liếc gì nữa. Đấy thì Dũng nghĩ là cái đấy là... Bài, tức là mình đã bài, cho bài đầu đi đầu tiên. đã đủ tốt chưa? Đúng rồi. Đúng rồi Mình cho đi đã đủ tốt chưa? Mình cho đi đã đủ tốt chưa? Đúng không? Tại vì thật ra là nó có một quyển sách mà 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 nó cũng khá là hay trong câu chuyện về tâm lý và tương tác và gia đình nó gọi là năm ngôn ngữ tình yêu, file như là language of love hay gì đó Tức là có những người ấy, thì cái niềm vui của họ là mình dành nhiều thời gian cho họ, còn có những người thì thích được tặng quà. Đúng không đấy? Thì thì tức là mình thấy là bản thân là cái mình là có ý tốt nhé và người ta cũng cảm nhận ý tốt đấy nhưng mà cái mối cái sự tương tác đấy. Thì nó có thuận lợi, nó có vui vẻ, nó có hạnh phúc hay chưa? Thì đầu tiên là mình phải làm các bài tập nhỏ mà không dễ đâu nha <laughs> Đúng không? Cũng đúng Không dễ đâu nha, vì mình ngồi mình nhìn lại Tức là đôi khi có thể trong nhà là bố mẹ là anh chị em là rất yêu thương nhau Nhưng mà khắc khẩu hay là gì gì này nọ gì đấy, đúng không? Và. Thì đầu tiên là mình phải làm cái bài tập nhỏ đó trước đã Đúng không? Và. Xong thứ hai, ấy, bài tập tiếp theo của mình ấy, là luôn luôn sống, mình sống trong đời trừ khi nhân cách mình rất có vấn đề còn lại thì sẽ có những cái người ấy là họ rất là quý mình đúng không ừ. và họ giúp mình vô điều kiện giống như cảm giác như mình là cái nhóm một của ừ. họ ấy. Đúng. đấy nhưng mà mình đã tận dụng và mình đã sử dụng những cái nguồn lực đấy nó hiệu quả chưa và ở phía ngược lại ấy, thì sao thì là mình mình thật sự là mình có tạo được giá trị cho họ hay không đúng, không? tức là hai cái bài tập mà rất là ngắn và rất là nhỏ là cái người mà mình muốn cho và cái người đang cho mình ấy, thì mình làm tốt hai cái nhóm đấy đã, ừ. đúng không? Sau đó mình sẽ mở rộng ra. đúng rồi. Từ xong tắc. rồi tiếp theo thì đến cái câu chuyện thứ ba là bắt đầu là những cái người ấy thì thường cái gọi là cái cái uh, bài tập mà mở rộng của Dũng ấy là sau khi mà mình làm được nhóm 1, nhóm 2 rồi á, thì mình hãy chọn cái nhóm số 3 á, là khoảng từ 5 đến 10 người có thể rất là lạ nhé rất là lạ tức là mình không đến mức là mình thân đâu nhưng mình nể người ta mình rất là nể người ta và mình thật sự mình muốn giúp người ta đó ví dụ như là dũng thì cũng có rất là nhiều với bản thân là có những cái người mình ngay lập tức trong buổi hôm nay mình đã nêu tên được với như bản thân là anh thái phạm anh happy life anh Trần Quốc Khánh bên vì Success hay là chị Mai Hiền đấy tất là những người mà uh, thật ra là trước đây họ giúp mình rất nhiều đúng không <laughs> tức là họ là nhóm 2 chứ không phải là nhóm 3 đâu nhưng mà thật sự là mình cảm thấy là họ đang đại diện cho những điều rất là tốt đẹp và họ đang làm những điều rất là tốt đẹp thì mình muốn hỗ trợ những cái người như vậy thì từ đấy là mình nhìn lại mình xem mình hỏi xem là mình có thể làm được gì tốt hơn cho họ đấy thì dụng ý là cái cái căn bản nhất của networking ấy, là mà dễ nhất ấy, là mình muốn người kia thành công mình muốn người kia hạnh phúc đúng không và mình cứ mình cứ bảo đảm cái đầu ra của mình là đầu cho đi còn cái người đấy họ chưa gọi là thể trả lại cho mình theo cách của mình đi thì lúc đấy là mình lại nhìn lại nó lại có câu chuyện là à có phải họ đang cho cái mà mình không cần hay họ đang cho theo cách mình không thích hay là họ không cho luôn khi mà họ không cho luôn ấy, thì nó lại quay lại vấn đề là câu chuyện là gì là họ chưa cho được hay là bản chất họ không muốn cho đúng không? thì được. nếu mà bản chất họ không muốn cho thì có thể là mình phải ngừng lại một tí nhưng mà mình sẽ thấy có rất nhiều người là chưa cho được tức là bạn thân dũng hay là dũng nghĩ là uh, những cái người mà làm như là bố mẹ mình là làm giáo viên ấy thì một cái niềm vui rất là bất ngờ là những cái người học trò có thể là rất là bình lặng khi mà đang khi mà đang dạy đúng không? họ uh, đấy 5 năm 10 năm không tặng hoa gì mà đùng phát quay trở lại và giúp một cái thứ rất là nhiều đôi khi là có những người họ cảm thấy là họ cũng có một chút tự ti chứ và khi họ họ có cái đủ lớn thì họ mới muốn quay lại họ cho ừ. Đấy thì Dũng nghĩ là cái cái nền tảng quan trọng nhất của networking á là mình tin vào cái điều mà cái người những cái người kia mình đang làm và muốn điều tốt nhất cho họ và thứ hai là mình mình đảm bảo cái đầu đầu ra của mình tức là ừ. mình cho họ thứ mà mình có thể kiểm soát được đúng rồi Bởi Vì đúng cho rồi. là cái mình có thể kiểm soát được đúng rồi à. còn cái việc mà nhận thì đương nhiên là cho yeah, em nghĩ là đã đã cho rồi thì cũng không nên hoặc là đôi khi nó thêm một câu chuyện nữa là chỉ cần mình cho đúng cách là mình nhận được rồi cũng đúng 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 không cái cảm giác vì như là mình, mình, đúng mình đúng cho rồi. đúng cách không tức là ví như là nhiều khi mình cũng có những cái anh chị mà họ rất là giỏi và thật sự là mình mình xài cái từ ấy là mình bảo là em 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 xấu hổ với anh chị luôn. Tức là tại sao anh chị lại dành nhiều thời gian cho em như vậy? Em biết ừ. là một giờ của anh chị là bao nhiêu quy ra là bao nhiêu tiền. Em biết là có rất nhiều người là xài từ là van van này lại lục để mà được một phần như của em. Thì tại sao gọi là là anh chị lại lại gọi là dành thời gian cho em như vậy? Ừ. Thì có thể họ nói một cách đơn giản là mà à, anh thích em hay là ăn anh thích cái cách em đang làm gì đấy. Thì đôi khi ấy, là cái câu chuyện của mình đấy, chỉ là gì? Là mình cố gắng là mình mình xứng đáng với chuyện đấy. Ừ, đúng không? Hiểu. mình xứng đáng cái chuyện đấy thì thì thật sự là bản thân mình cũng có những cái người mà họ những cái người anh chị mà họ giúp mình từ mười mười mấy năm và phải mãi đến bây giờ mình có thể mình mới quay lại mình mới nói với anh chị ấy là bây giờ thì em mới xứng đáng với cả những cái gì mà anh chị đã cho em từ 10 đến 15 năm trước đấy thì 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 Dũng nghĩ là mình nghĩ như vậy cho nó nhẹ đầu Không chứ ừ. còn ngồi cộng trừ nhân chia rồi kiểu là cho ông việt anh này có lỗ không rồi Tính gì toán. đấy thì thì Uh, nó cũng đúng cho một vài trường hợp đấy và đặc biệt là nếu mà uh, ở trong góc độ về công việc đấy nhưng mà dũng nghĩ là về cái kỹ năng mà trong cuộc sống thì mình nghĩ nó đơn giản một chút đúng không thì nó dễ dàng hơn vâng à. câu trả lời rất là chi tiết em thấy uh, <laughs> tức là khi mà anh anh nhắc đến câu chuyện cho đi em em thực ra em rất là đồng tình tại vì thực ra em nghĩ là khi mà networking mọi người đang hay bị hiểu lầm cái việc là tôi là phải thêm được nó chạy KPI đúng không? Thêm số, thêm số người quen, thêm cái này, thêm cái kia nhưng thực chất thì thì cái thứ mà mình có thể kiểm soát được là mình có thể dành được thời gian để cho bao nhiêu người. Nhưng mà thực ra đến một ngưỡng nào đấy thì ví dụ như em chẳng hạn em cũng không thể nào mà dành quá nhiều thời gian bởi vì mình còn gia đình này, ừ. mình còn người thân này, mình còn công ty, mình còn anh đúng. em trong công ty các thứ mình còn thì nó bóng nữa, xe nó bóng nữa. Xe nó bóng mình còn MU thì đúng thì thực sự là nếu mà mình không kiểm soát được cái đấy thì mình rất dễ rơi vào trạng thái là bị thất vọng. Đối với Đúng em rồi. là như vậy, tức là mình cứ nghĩ rằng là mình phải này phải cái kia và nhiều khi chính vì thế cho nên là nó cứ bị trong một cái vòng lặp luẩn quẩn là Đúng tại sao mà mình lại không thể xây dựng và phát triển được cái mối quan hệ nó tốt hơn? À, tại sao nó cứ bị stuck mãi ở cái cái mức độ này, nó không thể lên được một cái mức độ khác. em nghĩ đấy là một câu trả lời mà em cũng học được khá nhiều ừ à, nhưng mà em có một cái câu hỏi cái này nó hơi liên quan đến cá nhân của em ừ, ừ. vì thực ra anh chơi với em một thời gian cũng dài rồi anh biết em thực ra cũng không phải là người mà gọi là em em giỏi trong cái việc mà tự chủ động đi tìm kiếm các mối quan hệ đâu mà thực ra <laughs> em thì có một cái niềm tin là khi mình không giỏi chuyện đấy thì cái mình mình nên tập trung làm thật là giỏi cái mà mình có khả năng làm. Ừ. Ví dụ như em là thực ra cái networking của em, cái network của em nó hình thành rất nhiều thông qua việc là em làm Spy room và ừ. làm Spy room đủ tốt. Cho mọi người khi biết đến Spy room tò mò và à ok, thì Spy room là cái gì, ai là người đứng đằng sau. Thì sau đấy em lại có những mối quan hệ cực kỳ là không gọi là quá thân thiết đâu, nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Em ừ. nghĩ thế. Dùng từ hiệu quả có lẽ là hơn vì mình có thể giúp được người ta, người ta cũng có thể giúp được mình trong việc này, việc kia. Và thực sự nó là những mối quan hệ mà nó chuyển hóa thành một cái gì đấy. Ừ. Hơn chỉ là mối quan hệ là chào bạn xong rồi thỉnh thoảng comment qua lại trên Facebook của nhau. Cũng có những mối quan hệ như thế và nó ừ. cũng vẫn vui. Em không ừ. nói những mối quan hệ đấy là không vui. Nhưng mà nó không thực sự chuyển hóa thành một cái gì đấy rõ ràng. Ý em là như vậy. Thì đấy là niềm tin của em. Tức là nếu mà ok bạn không thực sự là có năng lực trong câu chuyện đi ra ngoài tiếp cận đi sự kiện này sự kiện kia thì có thể là cái việc bạn bạn nên tập trung là làm thật tốt cái việc mình đang làm và ừ. có thể là nó sẽ tạo thành một cái sức hút gì đấy trong tương lai thì từ góc nhìn của anh em nghĩ là anh thì chắc là cũng không không phải thế bởi vì ngay từ câu chuyện đầu tiên mà anh chia sẻ nó nó đã là anh đem giá trị rồi về anh chủ động đi gọi là tiếp xúc với người ta một người rất là uh, gọi là ngẫu nhiên ở trên ừ. trên, trên trong cuộc đời thôi ừ. thì em nghĩ là hai hướng tiếp cận của anh em mình là hơi khác nhau ấy, ừ. còn có lẽ là như thế thì không biết là anh có cảm thấy là cái góc nhìn của em nó bị thiếu sót hạn chế hay gì đấy không? Cái câu chuyện mà thành công á, thì nó phải là cái sự uh, hạnh phúc ở bên trong, đúng không? Nên là nếu mà mình ép mình làm cái thứ gì đấy mà mình cảm thấy là nó sai sai quá thì ừ. chưa chắc nó là thành công thì cái câu chuyện mà gọi là đi ra ngoài rồi sẵn sàng cháu chị người ta thì anh hơi đùa là chắc là do tính của dân hải phòng đúng không? cái câu dân hải phòng là có một câu là đừng xin phép chỉ xin lỗi thôi đúng không? đấy thì thì à, thật ra cái câu đấy thì nó cũng nghĩ sao có đoạn nó cũng đúng á tức là theo kiểu là đôi khi là mình hơi chần chờ quá trong cái câu chuyện là mình chờ đèn xanh đèn đỏ đèn vàng gì đấy mà nếu mà thật sự đôi khi mình có một cái niềm tin và mình có một cái cách thức trao đi mà nó đúng ấy thì 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 mình hoàn toàn có thể là chủ động hơn cái chuyện đấy bạn thân anh đã từng nói chuyện với những cái bạn trẻ mà sau khi bạn tức là mối quan hệ cũng bình thường tức là gọi là cũng thảo mai bình thường xong sau đấy là anh, anh, anh gửi một cái mail hay là anh, anh gửi một cái vo cho bạn ấy anh nói là abc đấy và nó cũng khá là direct nó cũng khá là thẳng thắn đấy và mình cũng viết cuối cùng luôn nói là anh nghĩ là cái này mà khi mà em nhận được cái cảm giác đầu tiên của em có thể là hơi sốc và hơi giận và có những bạn cũng giận hai ba năm luôn nhưng tức là bà và bạn ấy theo kiểu cũng khá là bực mình ấy bảo là tức là mình với ông này đang chơi bình thường sao lại phải viết một cái mail nó nặng nề như vậy nhưng mà mình cảm bản thân lúc đấy mình cảm thấy là bạn đấy đang có những cái uh, anh nghĩ là những cái định hướng hay là những cái điều mà nếu mà để lâu hơn ấy, thì nó sẽ rất là không tốt cho cái sự nghiệp và thậm chí là cho cái phát triển bản thân của bạn đấy thì góc độ của mình là mình 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 phải nói ra nó bảo bảo là em rất là quý anh nên là anh phải nói anh phải nói còn cái câu chuyện của anh ấy là gì là anh muốn là em biết được cái sự thật đấy để em cân nhắc và nếu như em biết xong đó là à ông dũng nói tôi câu này tôi không chơi ông nữa thì cũng ok nhưng bản thân góc độ ấy mình à, vì anh hiểu không? tức là từ phía mình mình cảm rất là thanh thản Ừ. đúng không? chứ mình không có thảo mai mình không có theo kiểu vui vẻ ố oh dè yeah, xong rồi mình nhìn bạn đấy là theo kiểu là đều đi theo một cái hướng mà nó tạ dần đi đấy thì dũng nghĩ là anh nghĩ là đấy là một cái cái gọi là cái cái niềm tin của bản thân mình đấy còn quay trở lại câu chuyện như việt an đấy thì thật ra là mình nói về câu chuyện về sản phẩm thôi cái câu chuyện về stop mình tí đúng không ông ray hoffman ấy ông có một câu ấy bảo là nếu mà cái sản phẩm mvp của bạn ấy mà không làm cho bạn xấu hổ ấy, thì là bạn giới thiệu nó quá muộn ừ. <laughs> đúng không <cười> ok <cười> quá muộn nên là thật ra bản thân là thế nào là đúng thế nào là giỏi thế nào là tốt đúng không thì đôi khi nó không phải đến từ cái thiên kiến của bản thân mình mà mình cũng phải cầm cái chuyện đấy mình đi mình hỏi năm bảy người đó, tức là bản thân là cái câu chuyện như anh kể là khi mà anh đứng trong bản sách anh giới thiệu sách này đấy thì mình cũng kể câu chuyện happy ending thôi anh cũng thử làm một vài lần như vậy và anh nhận được những ánh mắt rất là ngờ vực và rất là khinh bỉ và là không biết thể loại gì đây đúng không đấy nhưng mà mình nói là à thế mà như vậy mình mình cũng từ từ mình rèn luyện bản thân mình là nếu như vậy thì cái người nào họ cần cái chuyện này và mình nên tiếp cận theo kiểu gì có thể đôi khi là mình có ý tốt thôi mà mình nói chuyện nó hơi mỏ nó hơi hỗn một tí đúng không đấy thì hoặc là thay vì câu chuyện là mình chỉ đến nói chuyện với người đấy hay về mình viết review đi đó, đấy, mình viết review, mình làm một cái uh, video gì đấy để mình chia sẻ để cho uh, gọi là cái người nào mà họ muốn đọc, họ muốn xem thì thì họ xem, đấy. thì anh nghĩ là cái câu chuyện uh, trong networking á, uh, anh luôn luôn nghĩ là nó là một cái cách để mình mang những cái giá trị hoặc những cái trải nghiệm của mình và mình cọ sát và mình nhận cái phản hồi từ mọi người, đúng không? mình à. nhận một cái phản hồi từ mọi người để mình không bị không bị chủ quan quá, mà nó là mình không bị tưởng đấy thì thật ra là cái anh luôn, luôn anh bảo là có những cái bạn họ nhìn câu chuyện networking là tôi phải quen rất nhiều người tôi bốc điện thoại lên là mọi thứ đều xong tôi chat là có một nghìn người thả tim này nọ gì đấy thì anh nghĩ là cũng có những trường phái như vậy nhưng bản thân anh ấy anh nghĩ là cái networking đối với anh ấy, là dùng để phát triển bản thân tức là mình rất là thật và mình xem là Ờ, ở ngoài kia có những cái người nào là mình hoàn toàn không nên liên quan gì đến đời nhau ừ. <laughs> đúng không hoặc có những người là mình rất quý họ hoặc họ rất quý mình nhưng mà mình thấy nó sai sai thì như vậy mình có thể cố gắng là gọi là fix sửa đó được không đấy thì thì, thì 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 anh nghĩ cái câu chuyện networking là như vậy ngay cả câu chuyện mà cho trong networking ấy, thì bản thân khi mà anh làm huấn luyện ấy, anh thấy là networking nó luôn luôn đi kèm với một cái kỹ năng mà nó cũng rất là gần với một quyển sách những quyển sách về uh, gọi là khắc kỷ của Sperim là kỹ năng về journaling, Ừ. Đấy không? Journaling tức là khi mình làm bất cứ việc gì ấy, thì mình phải làm cho ừ. mình chứ, mình làm cho mình chứ. Nên là hồi xưa bản thân anh có một cái người anh không nhớ như là một cái người xếp nước ngoài, ấy, thì nó bảo là có một cái bài nó gọi là intention test tức là cái bài gọi là kiểm tra về cái cái gọi là cái gì nhỉ? mục đích ví dụ là bà bây giờ là nếu mà anh tặng cho em một cái áo đi áo cr 7 hả đúng không? đúng anh tặng rồi mà đúng rồi em quên không mang để bản cr 7 hả xong rồi em cầm cái áo đấy em bảo ơi cr 7 giờ linh tinh em vứt đi bắt thì nếu mà anh cảm thấy khó chịu á thì anh không phải là người cho ừ. mà anh là người nhận đúng không tức là anh đưa cho em cái áo đấy là anh muốn nhận lại cái sự hào hứng cái sự tán thưởng từ phía em còn nếu thật sự là mình cho người ta rồi ấy, thì mình nghĩ là đây là cái điều mà tốt nhất và tôi nghĩ là bạn nên có chuyện đấy và tôi hoàn toàn tin tưởng vào bạn trong cái việc là bạn làm gì tiếp với chuyện đấy thì như vậy mình mới là người cho đúng không còn à. nếu mà mình nói là mình đăng một cái bài lên xong có những anh cũng từng trải qua những câu chuyện như vậy mà bảo là đăng một cái bài deep deep thảo mai lên thì like share rất nhiều viết bài tâm huyết thì được hai ba comment đúng không <laughs> thì mình cảm thấy rất là khó chịu và mình nói là chắc là network mình có vấn đề nhưng mà thật ra không phải anh nghĩ là đôi khi là mình có vấn đề Đúng không? tức là mình kỳ vọng nhiều quá nên là bản thân từ những cái câu chuyện như vậy thì bản thân việt anh cũng thấy cái cách mà anh dùng facebook hoặc là sắp tới là những cái mạng xã hội khác ấy, thì mình bảo là mình sắp xếp như một cái thư viện đó là mình viết ra thứ đầu tiên là cho mình và rất là chỉnh chu và khi mình nói chuyện với ai ấy, thì đôi khi là mình mình rất là nhớ mình đã viết gì và mình gửi lại cái link đấy để cho người ta đúng không đấy thì anh nghĩ là là uh, anh rất là thích cái, cái 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 trải nghiệm là in, gọi là intention test tức là nếu mà mình mình thật ra là mình kỳ vọng nhiều quá thì mình không phải nói kịch, okay. mình đang gọi là mình đang trading hoặc là đôi khi mình đang loaning tức là mình đang cho mình đang cho vay Ừ. đúng không? Tôi mới nói là mình đầu tư như vậy rồi thì người ta phải phải trả lãi cho mình như nào đấy. Thì vâng. như vậy là mình mình đang mình đang giao dịch thôi. Chứ còn đúng nghĩa là về nó kinh nghĩ là mình phát triển bản thân và mình có thể cho đi tốt hơn. Đấy là cái tâm nguyện anh, là, anh là cái cái cái, hình dung của anh. Vâng. Ok, thực ra thì em nghĩ là nó là đấy như em nói là các cái trường phái và cách tiếp cận khác nhau. Ừ. <laughs> với em thì thì em cũng cũng tin một câu chuyện là cho đi. Thực ra để em em nghĩ là càng cho đi nhiều thì mình sẽ càng thanh thản mình càng ừ. cảm thấy thoải mái vì đôi khi có những trường hợp là mình không nói mình không chịu được em ừ. em không giống anh ấy tức là ừ. có những trường hợp là phải nói mặc dù là cảm giác như là nói ra có thể có thể người ta sẽ cảm giác hơi bị tấn công hoặc là phật lòng gì đấy ừ. nhưng mà thực ra mà nói thì Thì kể cả trong trường hợp thì em vẫn sẽ lựa chọn là nói ra tại vì đôi khi là không phải ngày hôm nay mà là một năm sau hai năm sau hoặc là bao nhiêu năm sau hoặc là một thời gian dài sau có thể khi người ta nhận ra thì đấy lại là một mối quan hệ mà như kiểu mình cái ngày đầu tiên là mình dám đứng lên nói ra cái điều mà người khác không dám nói đấy. Ừ. Nó nó như kiểu gieo một cái hạt mầm. Và cái hạt mầm đấy nó sẽ cần thời gian để nó tăng trưởng và khi nó tăng trưởng thì nó rất là vững chắc. Nên à. là một cái từ rất là quan trọng trong networking ấy là nó gọi là retro, retro tức là giống như là một cái nghi thức ấy. Ừ. Thì mình đấy là mình xem hồi xưa một số những cái bài báo hay những cái phim ở Mỹ thì nó có nó gọi là những cái roasting party. Ừ. Tức là như là vô để gọi là gọi là nghiêm túc kiểm điểm ấy. Đúng, không? tức là nếu mình tưởng tượng là một cái mối quan một cái mối quan hệ ấy, mà mình luôn luôn mình lạng tránh sự thật và mình lạng tránh áp lực thì nó mãi mãi là cũng mối quan hệ xã giao. Ừ, đúng. đúng không? Đấy là một quan điểm hai tức là mình nói là một cái mối quan hệ sâu là như thế nào cũng không nhất thiết là mình phải tâm sự với nhau về số tài khoản là bao nhiêu âm bao nhiêu nợ bao nhiêu thì cái đấy là nó hơi gọi là cá nhân là nhưng mà anh nghĩ là uh, anh rất là thích một cái khái niệm khi nó nói về networking nó là network muscle tức là cái cơ bắp về về kết nối ừ. đúng không? thì khi mình khỏe thì là sao mình nâng được nặng hơn mình đặt xuống nhẹ hơn đấy thì anh nghĩ là một cái một cái mối quan hệ mà nó chịu đựng được um, nhiều áp lực thì đấy là một mối hệ bền chặt ừ. và áp lực đấy đôi khi nó là cái câu chuyện là áp lực về mặt um, giữa hai người với nhau hoặc là giữa hai mình với một việc gì đấy đúng không? mình sẽ thấy là tình đồng gọi là đồng chí hay là bị fan emu chẳng đúng không là ngồi ăn ủi nhau sau những trận vào hang gì đấy đúng không gọi là nhiều khi rất là bức xúc này nọ như vậy đấy thì 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 những cái mối quan hệ gọi là nó bền chặt đấy là nó giúp cho mình gồng gắn là những áp lực và nó giúp mình tốt hơn lên đấy, đấy thì mình mình phải mình phải gọi là có những cái khoảng khoảng khắc cho nó còn nếu không thì mình, mình mọi người để ý đi tức là cái câu chuyện có những cái người bạn là uh, mình không có một kỷ niệm nào xấu với họ cả đúng không? tất cả hầu hết những kỷ niệm của họ đều rất là vui vẻ nhưng mình cũng không thân ừ. đúng, không? Đúng, không? đúng không? mình cũng không thân nên thật ra là không phải là mình né tránh mâu thuẫn mà thật ra cuối cùng một cái mối quan hệ tốt ấy. là embrace tức là ôm đúng rồi là mình ừ. nói là mình có tốt hơn lên khi mình thân thiết với nhau nhiều hơn ừ. mình dành thời gian với nhau nhiều hơn hay không và thật ra cái đấy nó cũng là một cái cái, cái gọi là một cái bài mà tự vấn của mình tức là có rất là nhiều bạn nói là ok em muốn gặp anh em muốn nói chuyện em muốn nghe từ anh nhiều hơn nhưng mà mình cũng phải thừa nhận ra là anh không nghĩ là em cần dành quá nhiều thời gian với anh bởi vì anh không phải là cái giải pháp của em đôi khi giải pháp của em là em phải tự dành thời gian cho bản thân mình em phải gặp người A, người B, người C đúng không, tại vì thường nhất là các bạn trẻ À, các bạn có có một chút uh, tự ti một chút hay là có một số bạn có một chút tự tôn này, là thế uh, kiểu là ờ tôi quen ở việt anh này tôi muốn là sinh viên năm nhất tôi quen ở việt anh tôi đi cà phê uống chụp hình check in vào ừ. thì mình mình sẽ nó sẽ hơi cái cơ chế phản hồi á tức là ai mình thích người thích mình đúng không mình thích người thích mình nhưng mà mình quay trở lại đó, tất cả những cái là để làm gì đúng không? nó có phải là cái điều tốt nhất cho cho cả hai người hay không và thậm chí là bản thân là khi mà mình có một cái tiêu chuẩn tự vấn nó rất là cao như vậy ấy, thì có những cái người họ đề xuất là để anh giúp em để chị giúp em uh, anh chị có thể dành thời gian cho em trong một buổi gì đấy và mà nói là à tức là em chưa cần chuyện đấy em vẫn còn cố được hay là anh chị cho em vật vã thêm một thời gian đi thì em nghĩ là lúc đó em sẽ gọi là uh, em sẽ hoàn toàn là kiểu là dùng hết cái sức của mình đấy thì khi đấy lúc em nhờ cái sự giúp đỡ của anh chị ấy, thì một là em nhờ đúng và thứ hai nó phát huy hơn chứ không phải là chưa làm gì hết và cái cái mình dùng cái kết nối để mình né tránh cái sự cực nhọc ừ. thì thì anh không nghĩ là vậy và vâng. ok mình cũng nói khá nhiều về câu chuyện là networking về giá trị của networking uh, <laughs> em nghĩ là chắc là mọi người cũng đã hiểu về câu chuyện này rồi bây giờ mình nói một, tí, một một tí về câu chuyện thực hành đi ừ. mà em nghĩ ở thời điểm hiện tại thì uh, như anh cũng đã đã đề cập đấy là bây giờ mình có các mạng xã hội LinkedIn này rồi có Facebook này, thậm chí là TikTok Instagram YouTube thì uh, từ kinh nghiệm cá nhân của anh thì làm thế nào để mình tận dụng được những cái mạng xã hội đó để tạo ra những cái network chất lượng? Ừ. Anh nghĩ là cái đầu tiên như là Việt Anh nói Thì uh, mình cũng phải tự hiểu là mình nên phát ngôn hoặc là mình nên chia sẻ về điều gì Đúng ừ. không? Tức là bây giờ mình sẽ thấy có rất nhiều gọi là chuyên gia, triệu phú, tỷ phú trên TikTok là cái gì cũng nói được như vậy Đúng không? Và thật ra có những cái bạn ấy đôi khi là à, toàn hay nói đùa gọi là giống như gọi là ăn hùng lượng vũ trang nhân dân ấy là mình nói là ủa tức là bạn này mình không thấy bạn đấy có một cái bảo chứng về thực nghiệm về đào tạo hay về làm việc gì cả nhưng mà bởi vì bạn đấy là hot blogger bạn ấy là hot tiktoker bạn ấy có năm 000 ngàn follow một trăm ngàn follow thì tự nhiên bạn ấy có cái tiếng nói của quần chúng ấy hạn ừ. đấy thì thì bản thân thật ra bây giờ nhất là trong những cái bạn về ăn thì anh biết ăn cũng hay làm việc với các bạn trẻ về làm những hội thảo về marketing ấy thì đôi khi là mình nhìn thấy những cái 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 gọi là speaker mà một số bạn mời mà nói ủa tức là cái cái bạn này cái authority tức là cái thẩm quyền này bạn ấy nói những cái vấn đề này nó ở đâu ra ừ. <laughs> đúng không đấy thì thì mình nghĩ cái câu chuyện là thứ nhất là mình biết cái gì mình nói mình nói như thế nào và cái gì mình không dám nói hoặc cái gì mình phải thừa nhận là mình không biết đó. thì cái đấy là cái điểm đầu tiên chứ không phải là à, hỏi anh dũng gì anh dũng cũng nói được và anh dũng nói là có nhiều like là dũng đúng thì nó nó không phải là nó dễ là... bị cái gọi là hiệu ứng hào quang đúng rồi. rồi đúng tôi rồi là... đúng rồi tôi là chuyên gia marketing nhưng cái như tôi nói về một cái thể thao chẳng hạn đúng rồi chắc, đúng, đúng rồi đấy thì ví như bản thân như là Jurgen Klopp đúng không trên cố huấn của liverpool đúng. đấy em biết cái câu chuyện đấy mà đúng không vâng, tức là đấy. khi mà truyền thông ăn hỏi ông về covid hẹn ông nói là tại sao lại hỏi tôi tức là tôi chỉ là một huấn luyện viên bóng đá thôi mà Đúng không? bây giờ là đã có rất là nhiều người có thẩm quyền và có gọi là có chuyên môn nói chuyện đấy là nghe người đấy đi, tức là ý kiến của tôi không quan trọng và đừng có đi theo cái văn hóa là cái câu chuyện là nghe người nổi tiếng đặc biệt về những chuyện là sống chết như này, ừ. đấy thì thì anh nghĩ là cái sự mà integrity cái sự chính trực trong chuyện là mình biết gì và mình không biết gì ấy, là rất là quan trọng, yeah. Rồi một ý thứ hai ấy, gần đây anh có đọc một câu rất là hay, ví như mình bảo là nếu mà mình phải nói cái điều đấy hai ba lần ấy, thì mình nên viết xuống. Ừ đúng không? thì thường mình sẽ thấy là trong cái giao tiếp hàng ngày của mình ấy, một cách ngẫu như nào đấy thì sẽ có một số chủ đề mà mọi người rất thích hỏi mình và mình thấy ví như là khi người ta hỏi mình ấy, thì không phải lúc nào mình cũng có đủ thời gian thông tin hoặc là cái hứng để mình trả lời lại gọi là là nhân tiện như vậy nên là anh nghĩ là cái cách đầu tiên mà muốn viết gì ấy, thì mình viết về những cái thứ mà mình hay được hỏi đúng không? Vâng. và cái thứ hai nữa là gì? là khi mình viết xuống mình hãy viết một cách nó rất là đầy đủ và tâm huyết nó giống như theo kiểu một cái dịp để thật sự là mình viết ra một cái bài hay là một cái thứ gì đấy sau đấy mình không phải lặp lại nữa thì Việt Nam cũng biết là bản thân anh thì cũng có tham gia vào dịch và biên tập khá là nhiều cái sách về marketing và có những quyển sách mà anh ưng ý đến mức á anh nói là sau đấy xong thì anh không muốn nói về chủ đề nữa tại anh nghĩ là anh nói không hay bằng cái quyển sách của anh đúng không và thật ra khi mà anh nói thì nó cũng có thể là 15, 20, hai ba giờ phút cả đó là bốn tiếng đồng hồ nhưng mà nó các bạn đọc cuốn sách thì có thể là cả tháng trời thì anh nghĩ là các bạn nên dành cái thời gian mà nó nó hữu hiệu hơn như vậy thì gần đây thì có một cái bài của chú phan văn trường phan văn trường thì chú bảo là thứ nhất là sức khỏe của chúng yếu và thứ hai là bây giờ chú cũng sẽ hạn chế nói lại một số cái chủ đề mà chú lặp lại quá bởi chú đã có viết bốn quyển sách rồi và chú nghĩ là mọi người nên dành thời gian đọc bốn quyển sách đấy hơn ừ. là bắt chú phải nói lại những cái chủ đề đấy đúng không thì anh nghĩ là cái ý thứ hai Ha, là mình viết cái gì và mình viết ở cái gọi là cái tầm gọi là cái sự mà tinh túy như thế nào ừ. thì spiderum là một là một cái gọi là cộng đồng người viết thì chắc chắn vì anh cảm nhận rất là rõ chuyện đấy tức là đôi khi là mình đọc một cái bài viết mà nghĩ là à, này là chắc là phải gọi là xích xẹo rất nhiều mới viết ra được những câu như thế này ừ. đúng không với lại những câu như này đấy là cái số 2 và cái số 3 thì anh nghĩ là khi mà trên tất cả những cái platform thì một cái điểm khá là tốt bây giờ là các platform thì họ luôn luôn họ đẩy tương tác cho đúng người đúng không tức là ví như nếu mình nói về networking cái này trên youtube thì nó sẽ đẩy cho những người quan tâm về networking thì nghĩa là cứ để platform làm việc của platform nhưng mà mình vẫn phải hiểu platform đến mức độ nhất định đúng không anh? Hay là mình chỉ cần tập trung vào nội dung bởi vì từ nãy giờ anh, anh nói nghĩ thì... là 70 30 góc độ quan. À. Tức là 70% là về phía mình và luôn luôn anh nói là luôn luôn, luôn có một cái bản gốc, một cái bản gọi là phun uh, hd không che sau đó thì anh <laughs> bắt đầu chuyển hóa cho tùy, đúng là tùy đúng là đúng cái này cũng khá giống với tư duy của anh em khi làm đúng, mà, dung. đúng nhưng rồi. mà anh nghĩ là phải có nên có một bài dài trước ừ. sau đấy mình có nhiều cái versioning nó tốt hơn là mình làm ngắn ngắn ngay lập tức đúng ừ. không đấy thì thì anh nghĩ là như vậy ừ. và mình có nên tận dụng tất cả các mạng xã hội những cách mà anh nói ấy, em em thấy là nó đang hơi thiên về câu chuyện là tôi tự tạo ra sức hút tôi, tôi tự tạo ra nội dung tôi tự tạo ra cái hình ảnh của tôi chuyên gia gì đấy ừ. tự tôi sẽ có sức hút với những người quan tâm đến cái đấy ừ. nhưng mà còn một khía cạnh mà em thấy anh chưa đề cập tức là câu chuyện mà mình có nên chủ động tức là ở trên mạng xã hội bây giờ mình có thể nhanh nói LinkedIn tin thì mình có thể connect với bất cứ ai này hoặc là facebook luôn mình có thể connect mình gửi tin nhắn hay gì gì đấy thì liệu mình có nên làm cái chuyện đấy không và và làm như thế nào thì nó sẽ là hiệu quả và nó chính xác tức là anh nghĩ là nó sẽ tùy một chút vào cái bối cảnh Vâng. vậy nếu mà em ở góc độ Spiderum em là content creator thì em phải chắc chắn là phải à phải, em phải em... phải phải gọi là máu lửa chuyện đấy đúng Cá không? Cá nhân em là em có làm chuyện đấy bởi vì ừ. ví dụ như cũng kết nối ví dụ như mời người này người kia và tham gia dự án sách ừ, ừ, ừ. này hoặc là hoàn toàn là mới lạ hoàn toàn không không quen biết gì cả, ừ. chỉ giới thiệu qua một tí rồi, rồi mời sách này hoặc là viết bài này hay là nói chung tất cả ừ. mà cũng có một cái rất may mắn là bởi vì Spiderum thì cũng tương đối nhiều người biết thế nên là khi em nói Spyroom cái thì mọi người cũng gọi là có cái sự cởi mở ban đầu để mình nói chuyện để ừ, người ta nói ừ. chuyện nhưng mà ngày xưa bọn em khi mà ngày xưa bọn em chưa có ừ. một cái gì thì nó cũng khó khăn lắm nhưng mà cái việc mà, mà bọn em chủ động đi làm chuyện đấy thì từ góc nhìn của em nhá em sẽ thấy là à, để mình làm được tốt thì phải có một cái giới thiệu đủ tốt tức là mình là ai và một cái mục đích ở đây là gì chứ không có nên là một cái mà. gì đấy đến kiểu hai anh uh, đúng mà đúng mà anh có rảnh không uh, mình có thể nói chuyện như là kiểu nó không 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 rõ ràng ấy, đặc biệt là đến bây giờ chẳng hạn như thế, em đến một thời điểm thì mình cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho những cái những cái công việc hay là những cái tán gẫu, hội thoại ừ. mà nó không không dẫn đến một cái kết quả gì đấy. Thì như em chẳng hạn em sẽ rất luôn luôn muốn biết là à ah, ok bạn này từ đâu, rồi ví dụ như là bạn ấy đang có một nhu cầu gì, Spyroom có thể thậm chí bạn nếu bạn nghĩ trước được luôn là Spyroom có thể hỗ trợ bạn đến cái gì hoặc là cá nhân em có thể hỗ trợ bạn ở cái điểm gì, mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu công sức gì đấy thì đúng như thế đúng nó rồi. lại dễ hơn cho ừ. em chính xác chính xác anh nghĩ là nếu mình đang nói về cái phần đầu nhất của cái câu chuyện networking là làm sao tiếp cận được thì nó cũng không khác gì cái câu chuyện là mình đi pitch cái start của mình cả và đúng không? tức là thời gian là một cái hoặc là cái sự chú ý là một cái tài nguyên rất là khan hiếm ừ. thì tại sao mà người ta không về người ta chơi với mèo chơi với chó chơi với con mà người ta lại dành ra cho mình đúng không thì thì như vậy là cũng là một cái cách mà mình cũng phải rèn rũa như là <laughs> vì anh nói thì anh nghĩ về cái câu chuyện mà sự chủ động á, cái lời khuyên của anh nhé là thay vì mình đẩy lên những cái platform mà trong đấy cái số đông là cái người gác cổng đó tức là có 1.000 like, một nghìn follow á thì anh ừ. nghĩ là sau khi mình có một cái nội dung nhất định đấy thì mình thử tương tác với những cái chỗ mà họ có cái tiêu chuẩn cụ thể, Ví dụ như là bản thân là mình gửi cho báo hạn Ừ. mình gửi cho bản thân là Spyroom nói là ok em có bài viết như vậy em muốn là uh, làm cái podcast với Spyroom thì anh nghĩ là như vậy thì mình sẽ nhận được nhiều cái phản hồi nó tích cực hơn còn ừ. cái câu chuyện mà thật ra là mình mình dùng platform như cái Kim chỉ nem như cái chén thánh của mình nhiều like là đúng gọi là ít like là không đúng thì thì nó nó sẽ rất là rất là 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 rối ừ. rất là rối đặc biệt là trong góc độ về phát triển bản thân tại vì bản thân anh cũng từng có những câu chuyện là vì hồi xưa mình là fan mu nên mình viết một những cái bài trên cộng đồng diễn đàn em em share rất nhiều xong mình gửi cái bài đấy cho báo những cái báo như thể thao văn hóa hay là -spread gì đấy mình nói là và mình cũng rất là tự tin mà ok mình là anh em mấy nghìn xe đây thì hồi đấy thì tất nhiên là nó cũng chưa kể mở lắm nhưng mà họ feedback lên họ, họ báo lại nó là cái của em ấy nó chỉ là cái bình luận về mặt cá nhân thôi còn để nó là một cái bài báo thì nó phải có thêm cái ý này ý này ý này đấy thì mình nói à ok đúng không? Thì nó cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn cái cái gọi là những cái điều mà mình cần phải bổ sung vào. Và mình sẽ thấy là cuối cùng là những cái người mà giỏi nhất ấy mình thấy không? Cái cách viết của họ là gì? Nó vừa khoa học, nó vừa đúng, nó vừa hay mà lại vừa lôi cuốn. Ừ. Đúng không? Đấy thì anh nghĩ là nếu mà mình tập trung nhiều vào platform quá thì mình chắc chắn là mình sẽ cải thiện cái sự lôi cuốn nhưng những cái phần mà lõi những cái phần mà nội lực của mình ấy, Ừ. thì thì nó lại chưa nhiều với anh có những cái người bạn với những bạn như là anh uh, hồ quốc tuấn hay anh hồ đắc nguyên ngã hay là rất là nhiều những cái người họ là anh trần hùng thiện họ là những cái người chuyên gia và đôi khi hồi xưa họ 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 những cái lời thời thời đầu họ viết ấy, cũng khá là cứng nhưng mà sau đấy khi mà họ bắt được cái duyên cái mặt của họ rồi thì họ tăng tăng follow rất nhanh tại vì họ có nỗ lực rồi và. thì anh nghĩ là mình đi cái chiều như vậy nó xuôi hơn hơn ừ. là câu chuyện là một bạn đang theo kiểu là rất là on trend và các bạn ấy có nội lực hơn ấy, thì anh nghĩ nó cái chiều còn lại nó khó hơn nhiều và đôi khi như vậy thì mình sẽ thấy có mình có nhiều thứ để mất hơn đó ừ. tức là vị mình đang quen một bài viết 10.000 like là tự nhiên bây giờ mình viết cứng lại một tí nó còn một nghìn like mình cũng khó chịu chứ ừ. có cái câu chuyện kia thì mình gọi là từ cứng mình ra mềm mình ra uh, gọi là nhẹ nhàng mình ra ngắn gọn hơn thì, thì anh thích cá nhân anh thích cái chiều ngược lại hơn cái ừ. chiều cái chiều mà mình có nội lực xong rồi sau đấy mình mình hòa nhập hơn còn cái câu chuyện là từ hòa nhập mà xong mình có nội lực hơn thì anh thấy khó các ừ. nhà là anh thấy khó tức là mình nên tập trung vào tức là khi mà nói mạng xã hội mặc dù mạng xã hội lại là thứ mà khiến cho tất cả mọi người có thể kết nối với nhau dễ hơn đúng mà. nhưng thực tế vì ai cũng kết nối với nhau dễ hơn ừ. cho nên là đôi khi cái sự cạnh tranh lại cao hơn và mình bắt buộc phải làm cho mình trở nên nổi bật đúng rồi đúng rồi và mình nên đầu tư thời gian công sức vào cái việc đấy thay vì là À, cố gắng ừ. ví dụ một ngày tôi spam 100 tin nhắn với 100 ông ừ. gì đấy đúng không Và bất kể tin nhắn hay là cái thứ nào cụ thể đến đâu chăng nữa thì nó cũng rất rất khó đúng rồi ok mà. em 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 đã hiểu ý và em, em, cũng tương đối đồng tình với chuyện đấy nó cũng khá giống với những cái mà em nói lúc đầu đó bây giờ em sẽ đến một cái câu hỏi mang tính cá nhân một tí ừ. thì anh cũng anh cũng đã từng đề cập cũng có đề cập đến những câu chuyện trong cái trong buổi buổi nói chuyện ngày hôm nay thì nhưng mà anh chưa đề cập đến một cái tình huống mà em nghĩ là chắc là các bạn trẻ nên tránh tức là anh đã từng có một bạn nào đấy hoặc là một ai đấy hoặc nhiều bạn nào đấy tiếp xúc gặp gỡ với anh, tìm cách kết nối với anh và nhưng mà cái cách thức các bạn ấy tiếp cận nó lại khiến cho anh cảm thấy không được ok cho lắm anh anh đã bao giờ có tình huống như thế chưa thật ra anh nghĩ là cái chuyện mà ngu ngơ ngốc ngắt đấy thì anh nghĩ đó là cái câu chuyện của khoảng năm bảy năm trước các bạn bây giờ thì cũng rất là dạn dĩ và rất là khéo léo hơn rồi. À. nhưng mà thường cái vấn đề lớn ấy, và cũng rất nhiều bạn tự nhận ra luôn ấy, là các bạn ấy bảo là các bạn ấy bị 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 gọi là sao nhỉ? bị ngắt kết nối sau một thời gian rất là ngắn. Ừ. đúng, Thế vì các bạn ấy bảo là ok em uh, thông qua những cái chương trình mentor, thông qua những cái event em được gặp anh này chị kia, em mời cà phê một hai buổi và em thấy từng buổi như vậy rất là helpful, rất là tốt cho em. Ừ xong em bị hững em không biết nói gì với anh chị nữa, ừ. xong rồi các bạn cái cái câu mà các bạn ấy luôn luôn hỏi anh nhiều nhất, xưa anh có làm cái video ngắn là tại vì anh trả lời một bạn và nó xe quá trời là anh cũng anh cũng hơi dịch mình đấy, là làm thế nào để duy trì kết nối với người giỏi, đấy Được, thì, thì, thì 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 đúng không? Và thật ra anh nghĩ là bây giờ bản thân là anh cũng từng viết hồi xưa như lứa của mình, à, đặc biệt lứa của anh hoặc những cái người về trước, cái nối rất là khó, tại vì đấy là những cái người sếp của mình là 6x7x đi, họ rất là nghiêm họ rất là bận và đôi khi họ cũng chưa có một cái đặt cái ưu tiên cho chuyện chia sẻ ừ. còn bản thân nghĩ là những cái lứa của anh như bây giờ là khoảng 8 x đời giữa hoặc chỉ là đầu như em đi thì mình thấy cái chuyện mà chia sẻ và mình mình gặp một bạn đấy mình muốn giúp là một cái nghĩa vụ của mình Đúng ừ. không? nên thật ra bản thân bây giờ là từ phía các anh chị ấy, là gần như là cái rào cản ấy thấp hơn hồi xưa của mình đấy nhưng ừ. mà cái vấn đề là gì là sau đấy các bạn bị các bạn không giữ được chuyện này tức là, ừ. tức là có thể các bạn có một khởi đầu rất là tốt xong các bạn im lặng các bạn không biết làm gì và bản thân ăn cũng đã từng gặp những chuyện câu chuyện, chuyện như vậy và anh thấy là cái vấn đề lớn nhất ấy, là đôi khi ăn ấy ăn là cũng là một người ăn khá là quan tâm về chuyện đấy và anh hỏi các bạn theo kiểu thứ nhất là mình vừa quan tâm với các bạn và thứ hai mình quan tâm về cái vấn đề networking ấy, thì thật sự là các bạn bị lost luôn tức là các bạn không ừ. biết tương tác với ăn như thế nào đấy thì anh nghĩ là đấy là một cái vấn đề khá là lớn thì cho cái vấn đề đấy anh nghĩ là nó chỉ có ba câu hỏi thôi nó chỉ có ba cái cách mà mà mình có thể improve một cách đơn giản thôi một đấy là mình đang thật sự tìm kiếm một cái cộng hưởng hay một cái giải pháp cho một đam mê lâu dài hay là mình cần cái người giảm đau cho mình ừ. Đúng không? Nhiều khi là mình bị đau, mình panic một chuyện gì quá mình cần anh chị nào healing, healing gì đấy ừ. Đúng không? Và nói chuyện với anh chị em cảm thấy vui vẻ, vững tin hơn này nọ, khác loại như vậy Thì nếu mà nó là short term thì cũng chả cần phải cố gắng để kéo dài thì, làm thì các gì bạn đấy thì thì các bạn ấy luôn luôn sẽ đi tìm những cái sóc thơm như vậy và các bạn ấy không 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 biết và thật anh nghĩ là bản thân ăn và cũng rất là nhiều người là tụi ăn gần như là tụi ăn phân loại được là bạn nào đến với mình bị shock thơm và bạn nào thật sự là muốn kết nối ừ. đấy thì có những người là họ anh nghĩ là họ bận họ phũ hơn họ nói là xin hoặc họ không trả lời luôn còn nói là có những cái bạn mình thấy là à các bạn ấy short term không phải là xấu đúng không tức là nó phải có short term nó phải long term thì nó là short term đó là à những cái điều em hỏi á thì thôi thì thứ nhất anh có một số bài viết hoặc nếu mà anh chưa có thì để anh viết cho em tại vì anh viết cái này là không chỉ cho em mà cho nhiều bạn khác nữa và nếu như mình đọc xong cái chuyện đấy rồi ấy, và mình có một cái gọi là mình vẫn còn muốn hỏi thì anh mình gặp thì thường 90% là sau khi anh viết xong một bài rất tâm huyết thì các bạn ấy không có nhu cầu gặp nữa ừ. <laughs> đúng không? Đấy và thì... anh cũng tránh được một loạt các câu hỏi tương tự luôn. <laughs> anh nghĩ cũng không phải tránh mà anh nghĩ là mình gọi là mình giải quyết nó hiệu quả hơn thôi, đúng không? Tại vì các bạn tức là cũng có thể ở trong cái bối cảnh các bạn chỉ cần như vậy thôi. Vâng. Đúng không? Đấy. Cái câu chuyện thứ nhất là như vậy, tức là thật sự là nếu như mình kết nối những cái người mà về cho một cái gì đấy về mặt nó dài hạn và nó thuộc về mình hơn đấy thì tại sao Việt An lại có những kết nối tốt? Bởi vì anh kết nối và hỏi về Spiderum và Spiderum là một dự án rất là tâm huyết của mình đó mình đã làm nó năm bảy năm và mình sẽ làm nó mười mười năm năm nữa đúng không thì luôn 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 mình có chuyện để hỏi lúc nào anh em mình gặp nhau chẳng có chuyện để hỏi có chuyện để nói đúng không chứ được. không phải em là ok mà hôm nay em đi quán cà phê này thì ngày mai em chơi chỗ kia thì gặp anh dũng hỏi em đi chơi chỗ nào thì nó, nó ngắn hơn nhiều đúng không anh nghĩ là thứ nhất là câu chuyện là cái mối quan hệ nó cái mối quan hệ nó sẽ tương tương ứng với cả cái mục đích và cái dự án của mình nếu như khi mục đích mình ngắn thì dự án mình ngắn thì không thể đòi một mối quan hệ dài được ừ. đúng không là cái thứ nhất cái thứ hai là gì là các bạn nghe xong cái điều nguy hiểm đó là các bạn có cái cảm giác hài lòng nhưng các bạn không thật sự áp dụng ừ. bởi vì anh cho rất nhiều lời khuyên xong anh hỏi lại thôi là anh biết là bạn ấy không làm hoặc bạn ấy không làm đủ tại vì giống như mình mình hướng dẫn nó chơi game thôi mình bảo ok chơi hết màn một như vậy nếu mà nếu mà bạn chơi hết như vậy thì chắc chắn màn hai bạn sẽ vướng ở chỗ này thì tại sao bạn không hỏi tức là tại vì bạn không chơi hết ừ. <laughs> đúng không và mình sẽ thấy là bản thân là ăn với cả một số anh chị và ăn với cả một số bạn hồi xưa anh cũng hỏi câu đấy và một số bạn cũng hỏi anh câu đấy là tại sao anh anh dũng tại sao vì anh chị lại dành nhiều thời gian cho em như vậy thì cái câu trả lời hồi xưa anh được nghe và anh cũng trả lời cho các bạn luôn á bởi vì anh biết là anh nói xong là em làm bởi vì lần tiếp theo luôn luôn có câu hỏi mới và câu hỏi đúng ừ. đúng không đúng đấy là cái câu chuyện thứ hai và câu chuyện thứ ba nữa thì anh nghĩ là sao là đôi khi khi mình nhận được một chị đấy thì mình hoàn toàn là mình có thể mình phản hồi mình phát triển hoặc mình hỗ trợ tức là anh nghĩ là anh là một người rất là hiếm trong một góc độ là anh nói được anh nghĩ được anh viết được ăn voice được nhưng mà có rất nhiều người họ không có thời gian họ không có năng khiếu chuyện đấy nên anh luôn luôn ăn dạy cho các bạn một cái điều rất là nhỏ thôi vì bạn thân là khi một bạn học sinh mà bạn ví như là học sinh lớp 12 hay là sinh viên năm nhất có một cơ hội hỏi vì ăn một câu vì ăn dành 10 15 phút cho bạn đấy thì sau đó bạn về bạn viết cho vì ăn một cái mail bảo là thưa ăn Việt ăn thì từ cái câu trả lời của anh ấy, em viết lại cái đoạn này và em có thêm một số ý của em em gửi lại cho ăn để sau này có những bạn có câu hỏi tương tự như em thì ăn gửi cho cái chuyện đấy đi ăn gửi cho các bạn đấy để anh đỡ vẫn không phải nói lại đúng không ừ. đấy vì bản thân như là tại sao rất là nhiều người thích uh, nói chuyện với ăn hay là thích những anh chị những anh chị những người giỏi ấy, họ thích làm việc với regret tại anh nói là cái thành tựu cuối cùng ấy, là giúp cho họ tiết kiệm thời gian đó tức là họ đến họ nói một buổi rồi xong họ về họ có scripting họ có slide họ có những cái bài research và thậm chí là họ có thể share cho team tới hơn họ nói là làm việc với ông dũng là việc ông rất là lời ừ. bởi vì nó là một cái cái sự sinh sôi của sự nhân lên Đúng không? nên là là luôn luôn ăn luôn luôn bảo đó, tức là nếu như mà mình rất là quý và mình rất là muốn kết nối với người nào thì một câu hỏi rất đơn giản thôi là em có thể làm gì để giúp anh chị tiết kiệm được một tiếng đồng hồ trong tháng sắp tới em có thể làm gì giúp anh chị kiếm được giờ tiết kiệm, được. kiệm được. được. OK. Em biết đêm câu hỏi rất hay. Thực ra em cũng đang định hỏi một cái là khi mà mình còn trẻ, mình chưa có nhiều giá trị để mình gọi là Đúng không? cho cái người đối tác đấy thì mình phải làm thế nào để tạo ra những cái ăn nghĩ chất là được. hầu hết thì... tất cả mọi người nếu mà họ đủ thoải mái với mình ừ. và họ đủ theo kiểu là um, gọi là nghiêm khắc với bản thân ấy thì họ luôn luôn là muốn là tìm thêm thời gian. Đúng. Em em cũng nghĩ vậy đúng không? Và ví dụ như bây giờ có một bạn đến nói là anh Việt Anh ơi em rất là thích cái cách mà Sparum đang làm nội dung thì em cũng có nghiên cứu về cái nền kinh tế sáng tạo Greater Economy thì bây giờ là em em là đang học thạc sĩ hay something gì đấy thì em có thể là em tổng hợp cho anh ví như là 50 cái bài nghiên cứu này ở trong cái giới academic và em tóm tắt cho anh em gửi cho anh em nghĩ là sau khi mà anh tức là em sẽ tóm tắt cho anh để mà anh chỉ dành khoảng tầm 3 đến 4 tiếng để anh đọc cái chuyện đấy thôi em nghĩ là cái chuyện đấy nó cũng rất là hữu ích cho em và sau khi em tóm tắt xong ấy, thì em nhờ anh góp ý cho em là anh là cái tóm tắt của em nó đúng chưa nó còn thiếu điểm nào và anh muốn biết thêm chuyện gì thì mình tưởng tượng một bạn như vậy đến gặp em thì em có trân trọng không chắc chắn là có rồi anh <laughs> Nhưng mà đúng nếu mà có một cái gì đấy rất là rõ ràng về đúng mặt gọi à? là, là đúng không giá đấy. trị cho đi thì thì một cái mối quan hệ tốt đó, là mối quan hệ có rất nhiều thành tựu cụ thể em hiểu đúng không đối với anh là một cái buổi cà phê mấy cái hình up hình cà phê xong mà ok nói chuyện anh vì anh healing quá vui vẻ quá <laughs> rồi là gì là gì là mãi yêu rồi lần sau thì gặp nhau nhiều hơn, <laughs> hơn này nọ ấy. thì anh anh không nghĩ nghĩ cái đấy là một cái thành tựu đúng nghĩa vâng à, chẳng hạn như anh em mình gặp nhau mỗi lần anh ra hà nội anh em mình có một cái podcast như thế này đúng, Dúng. tức là có thể bà con ngồi dưới sẽ chửi bắn xác luôn nhưng mà nó ok, tức <laughs> là chửi đâu anh em, dù dù sao cũng là một cái thiện. cũng là một cái gọi là cái 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 thêm một cái dữ liệu cho team stream biết là thứ nhất là lần sau không nên mở ứng dụng nữa và thứ <laughs> hai là lần sau mà làm làm nội dung này thì phải theo hướng nào? nó thấy anh nghĩ là nó có những cái cái đúng. cái gọi là cái 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 cái, cái, cái tức là tiếng anh nó gọi là tangible với ngược, outcome, tức ngược là... lại thì anh cũng có thể gửi cái clip khi mà có bạn hỏi và anh về networking đúng rồi đúng, đúng, rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đấy, <laughs> đấy anh em mình cho nhau giá trị đúng rồi nó đúng dễ rồi, đấy. đấy ok em thấy là mình cũng đã cover rất là nhiều cái khía cạnh của câu chuyện networking rồi à, Thực ra em còn một câu hỏi cuối cùng câu hỏi này nó cũng hơi gọi là vui vui thôi nhưng ừ. nó cũng không phải là một cái gì đấy quá căng thẳng à, gọi là cần phải quá là nghiêm túc ừ. em thấy là thực ra để mà networking tốt thì rất nhiều người tin rằng là mình uh, cần phải uh, biết chơi nhiều thứ này ừ. uh, nhiều trải nghiệm này ví dụ phải biết đi ăn đâu đi chơi ở đâu thậm chí là phải trong nhiều trường hợp là mọi người còn nghĩ là phải biết uống rượu ừ. rượu bia các thứ thì đấy khi mà rượu bia vui vẻ thì mọi thì anh em cũng dễ kết nối hơn đúng không? Ừ. lúc đầu thì trông cứng kinh lắm nhưng mà khi mà đã gọi là say xưa vào rồi là bá vai bá cổ hay ừ. thì anh nghĩ nghĩ thế nào về cái đấy là một người có rất là nhiều kinh nghiệm về network các thứ hay là là một người cũng có kinh nghiệm gọi là tiếp xúc với nhiều bạn trẻ nhiều nhiều cái phong thái phong cách khác nhau thì anh nghĩ rằng là cái điều đấy nó quan trọng không và mình có nên trau dồi cái việc là tức là làm thật nhiều hay là học chơi thật nhiều thứ hay là kiểu luyện những cái kỹ năng như em từng nói thì thật ra là thời quan thì chưa có Tinder này nọ nhưng mà anh thấy là cái à đấy một... cũng là chỗ ở anh net quốc à không 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 phải nhờ ước à, à. gì ước gì thôi à, thôi để đang trên sóng <laughs> thì anh nghĩ là thật ra trong mấy cái chuyện mà dating này nọ thì mình có một khái niệm đó là wingman tức là gọi là là dịch ra tiếng anh là, là... dịch ra đấu bóng đá là thủ chơi cắn đấy ừ, tức là thật ra bản thân mình đấy mình đừng nghĩ là mình phải toàn vẹn hết đúng không như vậy thì nó chỉ có mình là chat GPT thôi đúng không còn đa phần là đến một cái lúc nào đấy mà thật sự đôi khi mình thấy mình hiểu là Cái người này ấy, là họ chỉ có thể thoải mái và cởi mở nhất ở một cái bối cảnh cái không nhanh nhất định Vì có những người mà nói là à, à, nếu mà được chọn đi thì thật ra mình mà mình đã đủ thân Thì thôi bây giờ mình gọi video call online cho rồi ừ. Nhưng mà có những người là họ phải muốn là gặp với như là phải gặp trực tiếp Mà thậm chí là họ không muốn gặp trong môi trường văn phòng Không muốn gặp trong môi trường cà phê mà phải đi retreat này nọ mới, mới nói chuyện được cơ đúng không? Ừ. thì lúc đấy mình sẽ quay lại vấn đề là à, thế thì thì cái 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 gọi là mối quan hệ này hay là cái sự kết nối này nó quan trọng với mình như thế nào đúng không? nếu mà thực sự là mình là nó quan trọng đó, thì mình cũng nên gọi là mình cũng nên cố gắng đúng không? đấy là lý do tại sao mình sẽ thấy là một số cái bạn nước mà họ bị có thể là thật ra hầu hết tất cả nước thôi nhưng mà mình nghe những câu chuyện như là Ả Rập này những câu chuyện như là Nhật này là nó rất là quan trọng cái chuyện là em phải hành xử đúng cái phong thái cái phong tục của họ đúng không phong tục vâng. của họ thì mới bắt đầu làm ăn thì thật ra bản thân họ nói là ừ bởi vì cái câu chuyện đấy nó cũng là một cái 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 gọi là cái đầu vào cái bài kiểm tra đầu vào mà nỗ lực tức là ăn đến là nó ăn muốn làm ăn với tôi ăn muốn mang cái giá trị lâu dài nhưng mà như ăn không cần quan tâm là tôi không ăn được bò hay không ăn không được ăn được heo hay là tôi không được uống gì đấy thì vị bản thân mình đấy mình sẽ thấy là mình muốn gặp một người mà vì cái người đấy bị mặc quần đùi đi vào chùa ấy thì mình nói là ủa cái thằng tây này là cái gì đây <laughs> đúng không đấy thì anh nghĩ là luôn luôn là cái 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 tinh thần là mình phải có một cái cái sự nỗ lực nhất định ừ. nhưng mà nếu như mà mình cố quá mình sẽ quá cố đúng không tại vì mình không thể nào mình mình theo kiểu là văn võ song toàn tất cả các mạng được thì lúc đấy là phải gọi 500 anh em ra cứ ứng cứ, cứu cứ cứ. đúng rồi em em hay có thằng cu ở trong công ty ừ. nào mà có sự kiện gì mà phải uống rượu nhiều thì em hay gọi thằng đấy đi và thật ra là <laughs> sao mình không mình không giả đâu mình không giả chân được tại vì cái người mà họ có cái duyên dáng ở trong cái cái gọi là cái cái chuyên môn đấy họ rất là khác vâng ừ. đúng không với những cái người bị uống cà phê thôi hay là có những cái người đơn giản là họ ngồi họ uống uống trà đạo thôi mà thật sự họ họ đến một cái đẳng một cái tầm mà gọi là nhập tâm nhất định đấy, thì họ nói những cái ngôn ngữ mà không nào bắt chước được thì ừ. thôi thà là thứ nhất đôi, là bà... đôi khi mình lại cố gắng bắt trước người ta lại càng thấy khó chịu ấy. đúng rồi đúng rồi đúng rồi đấy thì thôi thà mình rất là chân thật và ừ. em thì đang chưa tới đẳng này nhưng mà may quá là có thằng Việt Anh đấy ừ. và thật ra một cái khía cạnh rất là tốt của networking là gì là mình co introduce đó tức là ví như là đôi khi có những cái buổi mà nếu anh em mà thân nhau quá rồi thì thậm chí là có thể nửa buổi đầu tiên mình nói là mỗi người mình introduce thêm một hai người bạn ừ. một hai người bạn thì thật ra là bản thân cái này thì cho anh nói một cái công thức cuối cùng thôi Tại vì nãy giờ có thể là nó hơi kể chuyện nhiều quá Thì trong nếu kinh nó có bốn chữ C bốn chữ ừ. C rất là quan trọng Cái chữ C đầu tiên mà mọi người dễ thấy nhất là connector Là người ai cũng biết đó, bảo ok vị anh ơi bảo anh muốn quen văn phòng chính phủ xem tin bảo ok anh chờ tí em nhắn tin gọi điện thì cái đấy là cái dễ hình dung nhất về kinh, nhưng mà cái nhóm số 2 ấy là rất có giá trị nhưng mà mọi người lại thường nếu mà không biết thì họ rất là ngại là cái nhóm đó là corrector là mình vì anh nhớ lại là mình có những người rất là nghiêm ừ. mình gặp họ là mình toát mồ hôi luôn và mình gặp họ là mình phải chuẩn bị nhưng mà từng buổi gặp là rất là có giá trị đúng không vâng. đấy thì những cái người như vậy là nó là những cái người ăn người chị và đúng nghĩa là họ là mình nói đùa là họ chỉnh đốn cả từ công việc đến cuộc sống cho mình ấy ừ. đó thì cái nhóm mà corrector như vậy thì và thật ra là đôi khi á những người tờ như vậy á vì họ nghiêm họ khó tính quá nên họ ít họ ít nết buộc lắm. Đúng nhưng mà mình chơi được với những người đấy thì thì lại có giá trị rất nhiều. Ví dụ bản thân là anh em mình thì đều có một người quen là bạn Trần Tuấn bên về sự sử cứu hùng đó. À đúng không, anh Tuấn đúng không? Vâng. Tuấn thì anh rất là nẻ Tuấn trong chuyện là Tuấn chơi được với hoặc là nói chuyện được với những cái người gạo cội về lịch sử về văn hóa đúng không? Ừ. Những người đấy vậy bản thân là quăng ăn vào nó không biết nói làm sao nhưng mà những người đấy họ họ nói chuyện với Tuấn và tất nhiên là Tuấn là cũng là một người như em biết là cũng rất là nghiêm túc đúng không? và khi mà Tuấn trước một cái buổi nói chuyện với người đấy là Tuấn phải nghiên cứu rất nhiều đấy thì 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 những cái người như vậy tại vì có những cái thứ gọi là cái chuyện mà quan hệ thân thuộc ta tiếng Anh nó gọi là it cut it tức là nó sẽ không nó cũng không ăn thua đâu nó phải nó phải là cái tầm nó phải là cái đẳng ừ. thì thật sự là mình cũng phải có những người như vậy trong trong cái network của mình đó ừ. là cái chữ C thứ hai là character chữ thứ ba mà đấy giờ nên mình nói á, nó gọi là curator curator ừ. tức là cái người gọi là mình tổng hợp uh, gọi là mình điều phối ừ. đúng không ví như là mình sẽ thấy có những người bảo là à vì đó là em đến cái buổi hôm nay đi xong mà nói ủa, buổi hôm nay có những A anh Dũng mình nói là người A người B người C mà bảo là ủa mấy người đấy đâu liên quan đến em đâu nhưng mà khi mình bước vào trong đấy thì cách mà họ điều phối cái buổi thảo luận đấy thì mình mới vỡ hòa một cái trời ơi tại sao trước giờ mình không bao giờ nghĩ là mình có thể hợp với những người finance, những người về legal, những người ABCD như thế này. Họ giúp cho mình có một cái lăng kính hoàn toàn khác về cái giá trị những gì mình đang có và ai là cái người cần nó. Đúng không? Vâng. Đúng không? Thì vị anh thấy vị như là mình nói là những cái người nổi tiếng trên thế giới curator như là cái ông Anderson đúng không? Anderson là cái ông mà là bây giờ vẫn run TED Talk ấy. À, ok. Đó, mình thấy cái cách mà ông Ông nói những cái buổi Alan Musk, em nói những cái buổi panel thì nó cực kỳ là hay, đúng không? Hay là ví như là uh, Oprah Winfrey hay something đó Tức là họ có khả năng họ đặt những người mình mình nhìn cái, Không liên quan, cái, cảm cái, giác cái, không liên ừ, quan Ừ cái profile không tí liên quan và xong rồi nó match thành một cái câu chuyện nó quá quá là hay đi ừ. Đúng không? Thì cái xe thứ ba là cái người curator Và cái xe cuối cùng á Là nó sẽ không phải là một cái dạng mà Anh nghĩ là là, là, là tự nhiên như mấy cái ở phía trên đâu, nhưng mà nó là cost Coach, Coach, à, OK. Ví như là bản thân ăn thì, tức là mình nói là trả tiền thì chưa, nhưng mà anh cũng có những cái người uh, bạn thân, những cái người anh chị rất là xin nhờ ví dụ chị Mai Hiền này, hả? Mai Hiền đấy, chị Hiền uh, bữa trước cũng có lên cái showroom thì chị thật sự là cái người Coach. Đúng, tại vì um, nếu kinh nó khó, lắm, nó khó về câu chuyện là cái gì nó cũng là mình phải đầu tư về thời gian, về tâm sức và đôi khi về tình cảm nữa, đó nên cái câu chuyện là mình vượt qua cái cảm xúc ban đầu của mình hay là thậm chí là mình thay đổi cảm xúc ban đầu của mình mình rất thích cái người này nhưng mà thật ra là mình không nên dành thời gian nhiều quá với người này trong lúc này đấy thì những cái chuyện như vậy phải cần những cái bộ não những cái người kinh nghiệm mà tỉnh táo hơn để họ ngồi họ giúp mình sắp xếp lại Chứ ừ. còn nếu mà mình mình theo kiểu mình tự làm được hết như vậy thì anh nghĩ chắc chỉ có Chat GPT thôi <laughs> đấy Chat GPT vẫn phải làm theo câu lệnh của anh đấy thì, thì <laughs> anh nghĩ là nó có bốn nó có bốn cái chữ C của của networking kinh như vậy thì đấy nó cũng Bà. là một cái công thức mà anh hay anh hay 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 nói chuyện với những cái bạn mà anh mà anh, anh làm thì bản thân là uh, trong những cái bạn đấy thì sau khi mà các bạn nghe chuyện đấy thì các bạn nói là à em thấy là anh Dũng rất là hay anh Dũng là đóng được cả bốn vai có những lúc anh Dũng là character, có những lúc anh Dũng là có những lúc anh anh là anh Dũng là curator và có những lúc anh Dũng là coach. Nhưng ừ. mà ừ đúng như mà thật ra bản thân là một cái góc độ tự nhiên của anh đấy, thì anh nhất là ở tuổi này nữa thì anh sẽ đến, anh sẽ thích là câu chuyện là character và curator. Nhưng mà bản thân là đến câu chuyện như là coach đi thì bản thân như chị Mai Hiền thì chị Hiền thứ nhất là chị có cái kỹ năng đấy và thứ hai chị đến cũng đến một cái tuổi mà mà gọi là linh hoạt hơn, đúng. Không? Ừ tức là khi mình đã corrector thì thì dù sao mình vẫn phải có một cái một cái lập trường nhất định nào đấy mình vẫn phải có một cái tiêu chuẩn nhất định nào đấy nhưng vâng. bản thân là chị Hiền và những cái người mà thật sự là có cái kỹ năng có á họ rất là linh hoạt họ họ không có làm cho cái người đối diện cảm thấy bị áp đặt đấy nếu mà mình mình có được một cái gọi là kiềng bốn chân như vậy thì gọi là một cái lõi bốn chân như vậy thì anh tin chắc là cái khả năng mà networking của mình nó sẽ gọi là tăng trưởng rất là rất là bền vững. Ok, à, em nghĩ là đấy cũng là những cái chia sẻ à, trong một buổi mà nói chuyện em nghĩ là tương đối dài của anh em mình. Anh em đã đi qua tất cả những cái khía cạnh của networking từ câu chuyện là lý do tại sao này, những điều nên tránh này, cách thức làm như thế nào, cũng, thậm chí là có một số công thức. Thì ừ. em nhớ có một cái câu câu có, có một cái phân phách là uh, gọi là gì nhỉ? tác giả của Stephen Hawking được nhà phát hành sách kêu là cứ cứ có một cái công thức toán vào trong trong quyển sách của ông thì doanh số sẽ giảm một nửa ấy em hy vọng là các công thức của anh nó không làm giảm số view của anh em một nửa không anh nghĩ là là đặc biệt trong trong chủ đề này thì không nhưng mà em thực sự có, thích có, những công, công thức đấy công thức thì chắc là nó sẽ tăng lên đấy tại vì đúng đúng và tại vì thật ra đặc biệt cái yếu tố về nó kinh anh thấy ở bên châu Á của mình ấy, thì nó hơi hơi bị cá nhân và nó hơi bị kể chuyện quá đúng cái bị cái chuyện nó nên tắc. có một cái framework à. tức là một cái mô hình gì đấy để người ta đúng mà đi theo. Tất nhiên là mình không phải lúc nào cũng tính toán nhưng mà mình phải cần những cái công thức để mình mình đo lường lại. Mình phải lượng hóa được nó. và Đúng không? Thì à, em cũng hy vọng là hôm tới một hôm khác nữa anh em có thể nói về những chủ đề khác bởi vì em ừ. em thấy là ngoài câu chuyện về networking thì anh còn biết rất là nhiều những cái Ok, marketing là một thứ đương nhiên anh thì đã chia sẻ rất nhiều marketing nhưng còn những cái khía cạnh khác em nghĩ là cũng sẽ rất thú vị mà em hy vọng là trong tương lai anh em lại có dịp nói chuyện với nhau trong một buổi nào đấy mà anh lại ra hà nội okay. uh, tranh thủ em lại gọi là mời được anh lên văn phòng xong anh em mình lại quay nhanh một số gì đấy ừ. sau khi là anh em mình uh, uh, đã trao đổi uh, hay là kiểu chia sẻ giá trị cho nhau giống như hôm nay mình đã nói không? tức là networking nó luôn luôn là câu chuyện trao đổi giá trị nó là em tạo ra giá trị này cho anh, anh tạo ra giá trị này cho em. <laughs> và như vậy khi mà chúng ta cảm thấy đó là một cái sự trao đổi công bằng thì nó sẽ là một mối quan hệ mà nó sẽ có giá trị lâu dài và nó cứ tiếp tục. Còn nếu mà trong trường hợp mà nếu mà những giá trị bọn em em chẳng hạn em trao cho anh nó không đủ thì anh cũng cứ nói cho em. Ừ. Thì anh cứ corrector thì anh cứ đóng vai trò của một corrector. Nếu anh cảm thấy là ơi thằng Việt Anh này không 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 ăn thua mày phải làm tao 10 số podcast nữa thì ok em nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể thảo luận về vấn đề đấy trong khuôn khổ của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì như vậy chúng ta đã nói về networking trong một buổi nói chuyện rất là dài mình cũng hy vọng rằng là cái số podcast này sẽ cung cấp đến cho các bạn khán thính giả đang xem podcast người trong môn nghề một cái góc nhìn một cái điểm để các bạn có thể bắt đầu tất nhiên nó sẽ là liên tục việc học hỏi và áp dụng sau đó lại tìm cách rút kinh nghiệm nhưng mình hy vọng rằng là nếu các bạn các bạn đã thu được một số cái giá trị hữu ích từ cái podcast này và nếu các bạn có thêm câu hỏi hay là có thêm request mong muốn đội ngũ người trong ngôn nghề làm thêm về các chủ đề hay là các kỹ năng gì thì các bạn cũng có thể comment ở phần dưới của clip này bọn mình sẽ xem và hy vọng là trong tương lai sẽ tiếp tục được mời các khách mời thú vị nhất những người bạn của mình trong cuộc đời luôn đến để chia sẻ thêm cho mọi người về các chủ đề cụ thể À, hôm nay thì thôi à, lời cuối thì em cũng muốn cảm ơn anh Dũng vì à, đã đến đây và dành thời gian với bọn em thì à, không biết là để thay cho lời kết đi anh có muốn gửi đến các độc giả ai à, không không phải độc giả mà là các khán thính giả đang xem podcast này một cái lời khuyên cuối gì không à, anh nghĩ là có một cái ý mà có thể là trong cái quá trình nói của mình nó chưa có nó chưa có rõ ràng lắm ấy thì đối với ừ. anh, anh nghĩ là networking là một cái kỹ năng bắt buộc phải có nếu ừ. mà mình thật sự là mình muốn làm chủ được cái tốc độ và cái định hướng phát triển bản thân đấy thì anh cũng không dám nói là anh là cái người chuyên gia về uh, vậy như là networking trong business bảo là anh Dũng có thể chỉ cho em là vào trong hội thảo lấy hết nêm kẹt xong rồi về có 100 hợp đồng <laughs> thì cái đấy thì anh không nói được nhưng mà anh nghĩ là cái câu chuyện mà mà uh, có một cái sự tương tác và có một cái vòng tròn gọi là luôn luôn ủng hộ đúng không, luôn ủng hộ và luôn luôn thúc đẩy mình ấy. thì nó là một cái sự hạnh phúc mà rất là lớn ở trong cuộc sống và nó cũng là một cái cái gọi là cái mục tiêu nó rất là xứng đáng để cho mình đầu tư và tại vì cái câu chuyện mà khi mà mình làm networking khi mình, mình thực sự mình mình thực hành câu chuyện networking ấy, thì nó là câu chuyện sửa mình rất nhiều và sửa mình thì thì uh, bây giờ cũng rất là khó đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là rất là xứng đáng thì đợt sau mà nếu các bạn quan tâm thì anh nghĩ là anh em mình có thể là nói chuyện và networking trong một số cái bối cảnh nó cụ thể hơn. Vâng. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều công thức hơn cho các bạn. Vâng, em em cũng nghĩ rằng đấy là một cái, nhưng mà chúng ta hãy xem xem là cái Đúng phản hồi thực sự của các bạn về chủ đề này như thế nào đã. Nếu mà các bạn thực sự thích chủ đề này thì hoàn toàn là SpyRoom và người trong môn nghề có thể đem đến những cái buổi talk tiếp theo sâu hơn như anh Donald nói là đi vào các bối cảnh cụ thể ví dụ ừ. như là làm thế nào để xin 100 cái nêm cạc đã... đúng ạ <laughs> Anh cũng có thể nói về chuyện đấy đúng không? hoặc là anh cũng có thể biết người nói về chuyện đấy được. Ok anh. Vâng à, thì uh, chắc là xin cảm ơn anh vì đã đến buổi ngày hôm nay và anh okay, em mình thì các bạn. bây giờ anh em mình chuẩn bị đi networking rồi. Ok after party bây <laughs> giờ mới là lúc networking thực sự. Này. Không sao nói thế được là... bây giờ cũng là lúc nào cũng là networking hết á đúng không? Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn.